Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 241, Daddy. Tử Phân cũng không phải người thích giấu giếm, bà ta lập tức lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn, nói đi, bao nhiêu tiền, cậu mới đồng ý rời xa con gái tôi. Rời xa Khương Vi Nhan. Tiêu Chính Văn nghe xong, lông mày nhăn lại, sắc mặt rất khó coi, nói, bà có biết bà đang nói gì không? Tử Phân lập tức chỉ vào Tiêu Chính Văn, mắng chửi Tiêu Chính Văn. Cậu là tên vô dụng không tiền không thế, đến nhà họ Khương lâu như vậy rồi, cũng chưa thấy cậu mang lại được lợi ích gì cho nhà chúng tôi. Hôm nay, tôi phải mặt dày ra mặt, tôi muốn cậu và con gái tôi ly hôn. Con gái tôi phải gả cho anh Bạch, tuyệt đối không thể ở bên cạnh con chó hoang như cậu được. Gả cho anh Bạch. Tiêu Chính Văn cau mày, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Thì ra là do Tử Phân đã nhìn chúng anh Bạch, muốn anh ta trở thành con rể của mình. Nhưng đáng tiếc, điều mà Tử Phân không biết đó là, anh Bạch ấy chính là con chó hoang trong miệng của Tử Phân Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nghe thấy vậy, bình thản nói, thứ nhất, tôi sẽ không ly hôn với Khương Vi Nhan, thứ hai, mời các người ra ngoài cho. Giọng nói lạnh lùng, ngữ khí không vui. Khương Vi Nhan kéo cánh tay của Tiêu Chính Văn, nói nhỏ, thái độ nói chuyện của anh đừng như vậy chứ, dù sao cũng là mẹ em, Tử Phân nghe thấy Tiêu Chính Văn dám ra lệnh cho mình. Lập tức tức giận, chỉ vào Tiêu Chính Văn, mắng chửi, phản rồi, phản rồi. Cậu lại dám đuổi tôi ra ngoài. Tiêu Chính Văn, cậu đừng có quên, trên danh nghĩa tôi vẫn là mẹ vợ của cậu. Nói xong, Tử Phân nhìn Khương Vi Nhan, hét lớn, Khương Vi Nhan, cô tự mình nghĩ cho kỹ đi. Tiêu Chính Văn và anh Bạch, ai hợp với cô hơn? Bây giờ cô vẫn còn trẻ, đừng có lãng phí thời gian với cái tên vô dụng này. Cho dù cô không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Nana chứ. Cuộc đời sau này của Nana, giàu sang hay nghèo hèn thì phải xem sự lựa chọn của cô đấy. Nói xong, Tử Phân hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó quay đầu cùng Khương Thần rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, Khương Vi Nhan mất hứng, ủ rũ ngồi xuống bàn ăn, nghĩ về những lời vừa rồi của Tử Phân. Không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Nana. Anh Bạch. Nghĩ đến anh Bạch, người tối qua đã xuất hiện cứu giúp trong lúc cô ấm ức và bất lực nhất, trong lòng Khương Vi Nhan đột nhiên có những suy nghĩ kỳ lạ, anh ta rốt cuộc là ai? Vì sao lại giúp mình? Khương Vi Nhan cau mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn đang cười đùa với Nana, muốn tìm kiếm một chút hình bóng của anh Bạch trên người anh, nhưng cô thất vọng rồi. Tiêu Chính Văn không phải anh Bạch quá ưu tú và tỏa sáng. Còn Tiêu Chính Văn mặc dù rất quan tâm đến cô, cũng rất ấm áp, hơn nữa còn giúp cô nhiều lần, nhưng mà anh quá đỗi bình thường. Không tiền không quyền. Chẳng lẽ mình thật sự phải ly hôn với Tiêu Chính Văn sao? Khương Vi Nhan không ngừng tự hỏi bản thân, đúng lúc này, một bàn tay to lớn ấm áp đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hỏi, đang nghĩ gì thế? Bữa sáng nguội hết rồi này. Khương Vi Nhan vội vàng phản ứng lại, ừ một tiếng. Lờ đĩnh cắn một miếng há cảo, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi, Tiêu Chính Văn, anh có quen anh Bạch không? Anh Bạch, ai thế? Tiêu Chính Văn bình thản trả lời. Khương Vi Nhan lắc đầu, cười nhạt nói, không có gì, em chỉ hỏi thôi. Tiêu Chính Văn cũng mỉm cười, gia đình ba người cùng nhau vui vẻ ăn xong bữa sáng. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ hiếm có của Khương Vi Nhan. Hay là hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi? Tiêu Chính Văn đề nghị, anh nhìn ra được hôm nay tâm trạng của Khương Vi Nhan không tốt lắm. Khương Vi Nhan suy nghĩ một chút, cũng không từ chối, nói, vâng. Nana vỗ tay và hét lên một cách sung sướng, bố, con muốn ăn kẹo hồ lô. Tiêu Chính Văn nhéo chiếc mũi nhỏ của Nana, cười nói, được, lát nữa bố mua cho con. Ngay sau đó, Khương Vi Nhan đã thay một bộ đồ bình thường, áo len trắng, kết hợp với quần jean màu xanh nhạt. Đi đôi giày thể thao màu trắng, cảm giác vô cùng trẻ trung thuần khiết. Ai có thể ngờ rằng người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này là mẹ của một đứa trẻ 4 tuổi chứ? Khoảnh khắc Tiêu Chính Văn nhìn thấy Khương Vi Nhan bước ra, anh có chút sững sờ. Vợ của mình thật đẹp, tựa như một nàng tiên vậy. Nana còn vỗ tay hét lớn, mẹ ơi, mẹ đẹp thật đấy, sau này Nana lớn lên cũng sẽ xinh đẹp như mẹ. Khương Vi Nhan cười ngại ngùng, khoác tay Tiêu Chính Văn. Gia đình ba người cùng đi ra ngoài. Bọn họ đến trung tâm thương mại Đức Cơ ở trong thành phố. Đây là trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất Tu Hà,
tiếng tăm vang dội, mỗi ngày đều có hàng nghìn lượt người đổ về đây. Ở đây bao gồm các thương hiệu từ tầm trung đến cao cấp trên toàn thế giới, còn có các thương hiệu hàng đầu. LV, Gucci, Chanel, Victoria, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, thương hiệu nào cũng có. Đây chắc chắn là một thiên đường mua sắm. Người ta nói rằng mua sắm là bản tính đã in sâu vào trong máu của mỗi người phụ nữ. Quả nhiên, Khương Vi Nhan vừa tới trung tâm thương mại đã hoàn toàn giải tỏa tâm trạng ủ rũ, trên mặt cô nở nụ cười rạng rỡ. Tại quầy trang sức ngọc bích, Khương Vi Nhan ngắm được một chiếc vòng, sau đó cầm lên đeo thử, quả thực rất đẹp, nhưng sau khi xem giá, hơn 60.000 tệ. Khương Vi Nhan dứt khoát bỏ xuống, kéo Tiêu Chính Văn rời đi. Nhưng mà thật không may, một giọng nữ mang ý nghi ngờ vọng tới từ cách đó không xa. Ái chà chà, đây không phải Khương Vi Nhan sao? Đúng là cậu thật này. Ngay lập tức, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan quay đầu nhìn qua đó, thấy một người phụ nữ rất trẻ và xinh đẹp, mặc một chiếc váy khoét màu hồng, cổ hình chữ V hở ngực, kéo tay một người đàn ông trung niên đầu hói khoảng 5-60 tuổi, trên tay đeo đồng hồ vàng Rolex bước đến. Khương Vi Nhan khẽ cau mày, có chút nghi ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt, hỏi cô là. Người phụ nữ đó có khuôn mặt gian xảo như hồ ly, nhìn không xinh lắm, nhưng vì trang điểm đậm nên trông cũng không đến nỗi. Cô ta bật cười khúc khích, nói ái chà, Khương Vi Nhan, quên cả bạn học cũ rồi à, Lý Mỹ Nhi đây, bạn học cấp 3 của cậu đấy, nhớ lại chưa? Trong lúc nói chuyện, cô gái Lý Mỹ Nhi này liên tục khoe các loại nhẫn kim cương, vòng trang sức trên bàn tay trắng nõn của mình. Đặc biệt là chiếc vòng cổ bằng ngọc khổng lồ ở trước ngực, rất to, rất trắng, rất sâu, Khương Vi Nhan dường như đã nhớ ra, lông mày giãn ra, cô mỉm cười, nói, Lý Mỹ Nhi, đúng là cậu rồi. Lúc này, người đàn ông trung niên năm, 60 tuổi bên cạnh Lý Mỹ Nhi liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm vào Khương Vi Nhan, hỏi, Mỹ Nhi, cô gái này là? Lý Mỹ Nhi vội vàng giới thiệu, Daddy, đây là bạn học cấp 3 của em, Khương Vi Nhan. Ồ, xin chào, tôi là Tiền Đại Phú, là chủ tịch của doanh nghiệp Vĩnh Sương, có 5 nhà máy, Tiền Đại Phú lập tức cười hề hề, giơ bàn tay béo mập của mình, muốn bắt tay với Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan cũng ngại ngùng vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình ra, nhưng đột nhiên có một bàn tay to lớn lập tức bắt tay với Tiền Đại Phú trước. Tiền Đại Phú ngẩn người ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nói, người này là. Khương Vi Nhan vội giải thích, nói, à, đây là chồng tôi, Tiêu Chính Văn. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Tiền Đại Phú khẽ thay đổi, nhưng ông ta vẫn miễn cưỡng bắt tay với Tiêu Chính Văn, sau đó nhanh chóng buông ra. Tuy nhiên, đôi mắt híp của ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào người Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan hơi sợ hãi, lùi về phía sau vài bước. Lý Mỹ Nhi nhìn thấy Daddy của mình trong mắt toàn hình bóng của Khương Vi Nhan, trong lòng rất tức giận, nũng nịu dậm chân, hét lên, Daddy, anh nhìn gì đấy? Nhìn em này. Trong lúc óng ẹo, cô ta cố tình lắc hai đôi bồng đào to lớn ở trước ngực, cố tình để lộ ra cho Tiền Đại Phú nhìn thấy. Tiền Đại Phú liếc mắt, nuốt vài ngụm nước bọt, trong lòng chỉ muốn ngay lập tức đè cô gái này xuống dưới thân. Tuy nhiên, lúc này trong đầu của ông ta toàn là hình bóng của Khương Vi Nhan. Người phụ nữ này thực sự quá thuần khiết và xinh đẹp, không phải là người mà loại phụ nữ lả lướt phong trần như Lý Mỹ Nhi có thể so bì được. À ha ha, có nhìn gì đâu, không phải em nói muốn mua đồ sao? Chọn thoải mái, Daddy mua cho em, Tiền Đại Phú hào phóng nói. Thật ra ông ta chỉ muốn tỏ ra giàu có trước mặt Khương Vi Nhan. Bởi vì vừa nãy khi tới đây, ông ta nhìn thấy, hình như Khương Vi Nhan thích một chiếc vòng nhưng lại không mua. Đây là cơ hội tốt cho ông ta. Không phải nói phụ nữ đều ham vinh hoa phú quý sao? Hơn nữa, nhìn kỹ thì thấy tên Tiêu Chính Văn ở bên cạnh Khương Vi Nhan ăn mặc rất bình thường, dường như chỉ là một thằng nhãi nghèo hèn. Dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay ông ta nhất định phải có được Khương Vi Nhan. Chương 242, lệnh bài tướng quân của Bắc Lương. Lý Mỹ Nhi hào hứng, nhanh chóng chạy đến quầy, bắt đầu lựa chọn. Cái này, còn cái này nữa, tôi đều muốn thử. Lý Mỹ Nhi chỉ vào dây chuyền ngọc bích và chiếc nhẫn trị giá mấy trăm nghìn trong quầy, vẻ mặt dương dương tự đắc. Khương Vi Nhan kéo tay Tiêu Chính Văn chuẩn bị rời đi. Tiền Đại Phú lập tức nói tiểu thư Khương, cô định đi luôn à?
Vừa nãy tôi nhìn thấy hình như cô đang chuẩn bị mua một chiếc vòng đúng không? Hay như vậy đi, cô cũng chọn một cái, tôi tặng cô. Khương Vi Nhan nghe thấy vậy ngây người ra, lập tức lắc đầu nói, không, không cần đâu, ông chủ tiền. Nói xong, Khương Vi Nhan vội vàng kéo Tiêu Chính Văn rời đi, nhưng Tiền Đại Phú vẫn quyết không buông tha, nói tiểu thư Khương, cô đang coi thường tôi sao? Phụ nữ ấy mà, ra ngoài đi mua sắm, nhìn thấy thứ muốn mua đương nhiên là phải mua chứ, sao thế, có phải chồng cô không có tiền nên không mua được không? Vậy cô yên tâm, Tiền Đại Phú tôi có tiền, tôi mua cho cô, chỉ cần cô đồng ý ăn cùng tôi một bữa cơm, thấy thế nào? Tiền Đại Phú hoàn toàn không coi Tiêu Chính Văn ra gì, ở trước mặt đám đông nói ra những lời này. Câu này khiến Khương Vi Nhan sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nói, ông chủ tiền, xin ông tự trọng. Tôi không phải loại phụ nữ như ông nghĩ. Khương Vi Nhan tức giận. Sao lại có loại đàn ông như này chứ? Lẽ nào, trong mắt ông ta, phụ nữ đều là loại ham vinh hoa phú quý sao? Lẽ nào, ông ta không hiểu một chút gì gọi là tôn trọng phụ nữ sao? Nói xong, Khương Vi Nhan kéo Tiêu Chính Văn rời đi. Tuy nhiên, Tiền Đại Phú lại xông tới trước mặt, ngăn Khương Vi Nhan lại, nói, xin lỗi tiểu thư Khương, vừa nãy tôi nói sai rồi, nhưng mà tôi thật sự muốn mua cho cô, coi như là quà tôi tặng cho cô đi. Khương Vi Nhan cau mày, lạnh lùng nói, ông chủ tiền, tôi không cần ông tặng cho tôi. Nếu tặng thì cũng là chồng tôi tặng cho tôi. Xin ông nhường đường cho. Thấy Khương Vi Nhan mềm mỏng không thích cứ khăng khăng cứng đầu, Tiền Đại Phú cũng tức giận. Trước đây, chỉ cần ông ta ngỏ ý muốn mua đồ cho phụ nữ, những người phụ nữ đó đã vội vàng dính vào người ông ta, chưa từng thất bại lần nào cả. Tuy nhiên, ông ta không ngờ rằng Khương Vi Nhan này lại cứng đầu như vậy. Được, được lắm. Tiền Đại Phú thích kiểu phụ nữ như vậy, có nguyên tắc. Vậy thì ông ta đành phải nghĩ mọi cách để phá vỡ nguyên tắc của kiểu phụ nữ như này. Như vậy, ông ta mới có được cảm giác chinh phục. Người phụ nữ này ông ta nhất định phải có được. Ha ha, tiểu thư Khương, vừa nãy cô nói, chồng cô tặng cho cô sao? Nhưng mà anh ta tặng nổi không? Tiền Đại Phú cười lạnh lùng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Chính Văn đang bế Na Na đứng phía sau Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan lo lắng nói, chồng tôi tặng được hay không thì có liên quan gì đến ông? Tiểu thư Khương, cô đừng tự lừa dối mình nữa, tôi cũng là người biết nhìn người. Chồng cô nhìn có vẻ chỉ là công nhân bình thường với mức lương eo hẹp thôi, trang sức ngọc bích ở đây, chọn bừa một cái cũng bằng tiền lương cả năm của anh ta rồi. Người đàn ông không có tiền như vậy thì có thể tặng gì cho cô được chứ? Có thể mang đến hạnh phúc cho cô không? Có thể mang đến tương lai tươi sáng cho con gái cô không? Tiền Đại Phú vô cùng khinh bỉ nói, chỉ bằng như vậy, tiểu thư Khương, tôi bao nuôi cô, mỗi tháng 100.000, cô thấy thế nào? Nghe thấy câu này Khương Vi Nhan tức điên người. Cô chưa từng gặp loại đàn ông vô liêm sỉ như vậy. Khi Khương Vi Nhan đang định phản bác, Tiêu Chính Văn đứng đằng sau lạnh lùng hỏi, sao ông biết tôi không tặng được? Hả? Còn dám phản bác lại mình? Tiền Đại Phú bật cười, vẻ mặt lạnh lùng hung dữ, nói với Tiêu Chính Văn, sao nào, thằng nhãi, cậu còn định so tài chính với tôi à? Tiêu Chính Văn nhún vai nói, nếu như ông muốn, tôi cũng không ngại đâu. Ở trước mặt chủ soái Bắc Lương mà dám giễu võ dương oai. Không biết trời cao đất dày. Ha ha ha, thằng nhãi ngông cuồng lắm. Chàng trai trẻ, tôi phải nói rằng lá gan của cậu lớn phết đấy, nhưng mà cậu lại không có não. Tiền Đại Phú tôi mặc dù không phải là nhà giàu có ở Tu Hà, nhưng dưới trướng tôi có một công ty và mấy cái nhà máy, cộng vào cũng cỡ hàng chục triệu. Như vậy mà cậu còn dám so tiền với tôi. Tiền Đại Phú cao ngạo, lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn cau mày, Tiền Đại Phú nhìn thẳng vào mắt anh, giống như đang cố làm cho đối phương sợ hãi, khiến ông ta càng thêm ngạo mạn. So về độ nhiều tiền, ông ta chưa từng thua. Dù sao, số tiền lương của tầng lớp lao động này quả thật là quá ít ỏi. Một năm liều mạng làm việc, nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 100.000 tệ. Nhưng mà, có lúc Tiền Đại Phú mời khách ăn một bữa cơm cũng đã tiêu tốn 100.000 tệ rồi. Đây là sự cách biệt về giàu nghèo. Đây là sự cách biệt về địa vị. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn sau khi cau mày, lại nói một câu, chỉ có mấy chục triệu thôi à? Tiền Đại Phú nhất thời cạn lời. Ý gì đây? Mấy chục triệu còn ít sao?
Một thằng nhãi nghèo hèn như anh ta dựa vào đâu mà dám coi thường mấy chục triệu. Ha ha, thằng nhãi, đừng sống chết làm màu nữa, sao nào, cậu coi thường mấy chục triệu của tôi à? Cậu có bao nhiêu, tôi nghĩ tổng tài sản của cậu chắc cũng không vượt quá 500 tệ được đâu nhỉ, tiền đại phú cười khẩy, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Khương Vi Nhan cũng vội vàng kéo cánh tay của Tiêu Chính Văn, nói nhỏ, Tiêu Chính Văn, chúng ta đi thôi, đừng so đo với loại người như ông ta. Tiêu Chính Văn đưa Na Na cho Khương Vi Nhan, nói một câu hiểm hóc, cười nhẹ nói, có thể không so đo, nhưng mà ông ta dám sỉ nhục người phụ nữ của anh, sỉ nhục tầng lớp lao động bình thường, vậy thì phải so đo chứ nhỉ. Nhưng mà, Khương Vi Nhan còn định khuyên gì đó, nhưng Tiêu Chính Văn đã xoay người, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm tiền đại phú, nói, ông nói đúng, toàn thân tôi cộng lại không có đủ 500 tệ, tôi cũng không có nhiều tiền như ông chủ tiền. Nghe thấy câu này, tiền đại phú bật cười chế nhạo, nói cậu biết là tốt, tôi cho vợ cậu 100.000 mỗi tháng, điều kiện này rất tốt đấy, dù sao cậu ngủ với cô ta hay tôi ngủ với cô ta, đều như nhau cả mà. Tuy nhiên câu tiếp theo của Tiêu Chính Văn lại khiến tiền đại phú kinh ngạc vô cùng. Anh nói, tuy nhiên, tôi có một số thứ, không biết có thể so sánh được với khối tài sản mấy chục triệu của ông chủ tiền hay không. Tiền đại phú cau mày, trong đôi mắt nhỏ toát ra sát khí lạnh lẽo, nói cậu có thể có thứ gì đáng tiền được chứ. Tiêu Chính Văn chắp tay, đôi mắt sao lạnh lùng, nghiêm nghị, bình thản nói, 300.000 quân Bắc Lương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả mọi người đều im bặt. Khương Vi Nhan ở gần Tiêu Chính Văn nhất, cô nhìn bóng lưng trước mặt, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Vừa nãy Tiêu Chính Văn nói gì cơ? 300.000 quân Bắc Lương. Tiền đại phú sửng sốt, suýt chút nữa nghi ngờ rằng mình nghe nhầm rồi, ông ta chừng đôi mắt nhỏ, hỏi ngược lại cậu nói cái gì cơ? 300.000 quân Bắc Lương. Tiêu Chính Văn bình thản nói, đúng vậy, đủ chưa? Do dự một lúc, tiền đại phú lập tức phá lên cười, ha ha ha. Thằng nhãi, cậu có biết vừa nãy cậu nói gì không? 300.000 quân Bắc Lương. Cậu cho rằng mình là chủ soái Bắc Lương à? Cười chết mất thôi, Tiêu Chính Văn nhún vai, nói, vậy ông nhìn cái này đi. Nói xong, Tiêu Chính Văn lấy trong người ra một miếng lệnh bài màu vàng, bên trên có khắc hai chữ Bắc Lương, lệnh bài tướng quân. Là lệnh bài tướng quân. Trong tích tắc, tiền đại phú hoảng sợ. Ông ta không thể ngờ rằng, Tiêu Chính Văn lại có thể lấy ra được lệnh bài tướng quân của Bắc Lương. Phịch một tiếng, tiền đại phú lập tức quỳ xuống đất, cả người đổ mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy. Ông ta dập đầu nói, thuộc hạ tham kiến vua, 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 Bắc Lương. Vua Bắc Lương. Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương. Khương Vi Nhan ở phía sau khẽ rùng mình, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Đây là sự thật sao? Chương 243, Điều Binh, Bao Vây Tỉnh Vân. Tiền đại phú đang quỳ trên mặt đất, không hề nghi ngờ tính xác thực của lệnh bài tướng quân này, nhưng mà, ông ta cũng không dám nghi ngờ. Bởi vì, ở Hoa Quốc, không ai dám giả mạo lệnh bài tướng quân. Nếu như phát hiện ra sẽ là tội tru di cửu tộc. Vì vậy, người có thể lấy ra lệnh bài tướng quân này nhất định là một nhân vật cấp cao chức lớn. Cả đời này tiền đại phú cũng không thể nào ngờ được, mình lại đắc tội với vua Bắc Lương. Đó là vị chủ soái tối cao đã khiến hàng triệu quân đội của 8 quốc gia khiếp sợ. Là tượng đài của Hoa Quốc. 300.000 quân Bắc Lương, quá kinh khủng. Lúc này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn tiền đại phú đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, ông đã biết tội chưa? Toàn thân tiền đại phú run lên bần bật, dập đầu nói, thuộc hạ biết tội rồi ạ. Cầu xin chủ soái tha cho, tôi nhất thời hồ đồ, nói năng lung tung, tôi đáng chết. Bốp bốp bốp. Nói xong, tiền đại phú không ngừng tự tát vào miệng mình. Những vị khách ở khu vực bán trang sức trong khu mua sắm lúc này đều đứng vây xung quanh, khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thậm chí có người còn nhận ra thân phận của tiền đại phú. Mẹ ơi, đó không phải là ông chủ của Vĩnh Xương sao? Sao ông ta lại quỳ xuống dập đầu với người khác thế kia? Ai biết được, nhưng mà người đàn ông kia là ai nhỉ, lại có thể khiến tiền đại phú quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Số người vây xung quanh càng lúc càng đông, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, cũng không định làm to chuyện, nói một câu đơn giản rồi kéo Khương Vi Nhan rời đi. Cho đến khi Tiêu Chính Văn rời đi,
Tiền đại phú như được vớt từ dưới sông lên, cả người mềm nhũn, ngã rạp xuống đất. Khoảnh khắc đó, ông ta đã cảm nhận được cái chết. Lúc này Lý Mỹ Nhi đã chọn rất nhiều đồ trang sức, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nhìn thấy Daddy của mình nằm rạp trên đất, còn nghĩ rằng ông ta bị bệnh, liền hét lớn, Daddy, Daddy. Anh bị sao vậy? Nhanh, nhanh, nhanh dìu anh quay về, hai chân tiền đại phú mềm nhũn, không thể đứng vững được. Ở bên này, khi Tiêu Chính Văn kéo Khương Vi Nhan ra khỏi đám đông, lúc này cô đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn một cách nghiêm túc, sau đó nghi ngờ hỏi Tiêu Chính Văn, chuyện vừa nãy là như nào vậy? Anh là vua Bắc Lương à? Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, không phải. Nhưng mà, tiền đại phú kia quỳ dưới chân anh, gọi anh là vua Bắc Lương, hơn nữa, anh cũng nói, anh có 300.000 quân Bắc Lương, Tiêu Chính Văn, rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì vậy? Khương Vi Nhan rất ấm ức, trong lòng có chút tức giận. Tiêu Chính Văn bước lên trước một bước, sờ má Khương Vi Nhan, nói, Vi Nhan, em thật sự hiểu nhầm rồi, anh không phải vua Bắc Lương, vừa nãy anh chỉ mượn danh của vua Bắc Lương mà thôi. Nói xong, Tiêu Chính Văn lấy ra lệnh bài tướng quân trước đó, nói em nhìn xem, cái này chính là lệnh bài tướng quân của Bắc Lương, em cũng biết, anh là lính xuất ngũ của Bắc Lương, lệnh bài tướng quân này là do chủ soái Bắc Lương cho anh. Đây là một biểu tượng danh dự, hôm nay anh lấy ra để hù dọa tiền đại phú thôi. Nghe Tiêu Chính Văn giải thích, lông mày của Khương Vi Nhan vẫn còn chút nghi ngờ, nói thật sao? Tiêu Chính Văn thản nhiên cười, nói thật mà, đi thôi. Sau khi mua sắm xong, bọn họ tìm một nhà hàng náo nhiệt ăn bữa trưa, ăn xong Tiêu Chính Văn đưa Khương Vi Nhan và Nana về nhà. Nhưng bọn họ vừa bước đến đầu ngõ. Đột nhiên một chiếc xe tải mất kiểm soát lao về phía Khương Vi Nhan và Nana với tốc độ kinh người. Khoảnh khắc đó, những người đi đường đều sửng sốt, vội vàng hét lớn. Còn Tiêu Chính Văn vừa mới mua 3 cây kẹo hồ lô từ cửa hàng bán kẹo trên phố, ngay lúc anh xoay người, hai mắt anh trợn to, lập tức ném 3 cây kẹo hồ lô ra, cả người tỏa ra sát khí ngút trời, chạy nhanh về phía Khương Vi Nhan, hét lớn, Vi Nhan. Mau tránh ra! Mau tránh ra, lúc này, Khương Vi Nhan đang ở giữa đường vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một chiếc xe tải mất kiểm soát đang lao tới. Lúc đó, hai mắt cô trợn tròn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Ngay khi chiếc xe tải cách cô chưa đầy 1 mét, một bóng người to lớn phía sau lao tới, ôm chặt Khương Vi Nhan và Nana ra ngoài. Bùm! Ngay lúc đó, chiếc xe tải mất kiểm soát lao thẳng vào một cửa hàng lớn bên đường, khiến cả bức tường đổ ầm xuống. Người bay tứ tung khắp nơi, còn có một số người toàn thân bê bết máu, không ngừng than khóc. Còn ở phía này, Tiêu Chính Văn ôm chặt Khương Vi Nhan, bảo vệ cô trong lòng. Khương Vi Nhan ôm Nana, được Tiêu Chính Văn ôm chặt trong lòng, mặc dù lúc ngã xuống toàn thân đau nhức nhưng cô vẫn ôm chặt Nana, không để cho cô bé phải chịu bất cứ tổn thương nào. Lúc này, Tiêu Chính Văn lo lắng hét lớn, Vi Nhan, Nana, hai mẹ con không sao chứ? Khương Vi Nhan đầu óc trống rỗng, lúc này mới phản ứng lại, đáp, không sao ạ. Nana bị dọa bật khóc nức nở, hét lớn, mẹ ơi, hu hu hu, Khương Vi Nhan nhanh chóng đứng dậy, ôm Nana, an ủi cô bé. Đồng thời, cô nhìn về phía đám người toàn thân bê bết máu, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Nguy hiểm quá, nếu không phải có Tiêu Chính Văn, mình và Nana sợ rằng đã, ngay sau đó, cục thanh tra và xe cấp cứu ập đến. Lúc này, điện thoại của Tiêu Chính Văn đột nhiên vang lên. Nhìn thấy một dãy số lạ. Sau khi nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cay độc của một người phụ nữ trung niên, mạng của chồng và con trai tao, tao sẽ dùng mạng của con gái và vợ mày để đổi. Tiêu Chính Văn, đây là lần cảnh cáo thứ nhất, lần sau gia đình ba người chúng mày không còn may mắn như vậy được nữa đâu. Cạch! Nói xong câu này liền cúp máy. Tiêu Chính Văn nghi ngờ. Nhanh chóng quét mắt qua đám đông phía trước và những người ở các tòa nhà xung quanh, anh quan sát bất cứ nơi nào có người. Sự thù địch bộc phát từ cơ thể của Tiêu Chính Văn. Chuyện này là có người cố ý muốn tông chết Khương Vi Nhan và Nana. Là ai? Là ai? Tiêu Chính Văn tức giận, tràn đầy tức giận. Tiêu Chính Văn, sao thế? Ai gọi đến vậy? Sắc mặt Khương Vi Nhan rất khó coi, có hơi nhợt nhạt, mở miệng hỏi. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan, lắc đầu nói, không có gì, điện thoại quảng cáo thôi,
anh đưa em và Nana đến bệnh viện kiểm tra. Nói xong, Tiêu Chính Văn đưa Khương Vi Nhan và Nana đến bệnh viện để kiểm tra. Long Nhất sau khi nghe tin cũng vội vàng tới, đứng ở khu vực nghỉ ngơi của bệnh viện, toàn thân tỏa ra sát khí, nói, chủ soái. Tôi đã bảo Tống Hậu Lượng đi điều tra rồi. Rất nhanh thôi sẽ có kết quả. Có người lại dám âm mưu hãm hại phu nhân và cô chủ. Đúng là muốn chết. Vừa dứt lời, Tống Hậu Lượng bước nhanh tới, cúi người cung kính nói, anh Tiêu, có kết quả rồi, chiếc xe gây tai nạn đúng là do mất kiểm soát, chủ nhân chiếc xe và kẻ đứng sau không có quá nhiều quan hệ. Dựa theo kết quả điều tra biết được, phanh xe đã bị đứt, có người cố ý làm hỏng, bây giờ, vẫn chưa điều tra ra manh mối gì. Tiêu Chính Văn nghe thấy vậy, lông mày cau lại, sát khí trên người không hề giảm đi chút nào. Tống Hậu Lượng vội vàng nói tiếp, nhưng mà, cuộc điện thoại gọi tới cho anh chúng tôi đã điều tra ra rồi, không phải số đăng ký ở Tu Hà. Ở đâu? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Nam Lĩnh, Tỉnh Vân, Tống Hậu Lượng nghiêm giọng nói, theo phán đoán của tôi, sự việc lần này rất có thể là kế hoạch của nhà họ Vân. Bọn họ muốn báo thù cho Kim Thái và Kim Chính Long, Tỉnh Vân. Nhà họ Vân. Cơn tức giận u ám trong khóe mắt Tiêu Chính Văn đột nhiên bùng phát vào lúc này. Anh hất tay, khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí, nói với Long Nhất, điều binh. Bao vây Tỉnh Vân cho tôi. Chương 244, đến Tỉnh Vân. Điều binh. Bao vây Tỉnh Vân. Câu nói này vừa thốt ra từ miệng Tiêu Chính Văn, toàn thân Long Nhất run lên, sau đó nghiêm nghị nói, chủ soái, điều động bao nhiêu quân lực. Hay là điều binh từ sở chỉ huy quân đội Tu Hà luôn. Sát khí trên người Tiêu Chính Văn bùng lên mãnh liệt, sự thù địch tràn ngập giữa hai hàng lông mày, trầm giọng nói, điều 30.000 quân Bắc Lương không rút lui. Lập tức xuất phát, tận dụng hết vật phẩm của chiến khu, điều động sư đoàn Hổ Lang tiến đến khu vực bên ngoài cách Tỉnh Vân 20 dặm. 30.000 quân không rút lui. Sắc mặt Long Nhất cực kỳ nghiêm trọng, trong mắt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. 30.000 quân không rút lui. Điều động cả 30.000 quân không rút lui của sư đoàn Hổ Lang. Đó là trận doanh cuối cùng của Bắc Lương để bảo vệ biên giới Hoa Quốc. Với lời thề danh dự tối cao là bảo vệ Hoa Quốc đến chết, Bắc Lương không bao giờ rút lui. Cho dù đội quân 1 triệu người đánh tới, 30.000 binh lính này cũng sẽ không rút lui. Bởi vì, đây là trận doanh 300.000 quân Bắc Lương cuối cùng hùng mạnh nhất. 30.000 quân không rút lui này ai ai cũng là những tướng sĩ quả cảm và thiện chiến nhất. Bọn họ chỉ tuân theo một mệnh lệnh duy nhất. Đó là quân lệnh của vua Bắc Lương. Nếu không có quân lệnh của vua Bắc Lương, 30.000 quân không rút lui này sẽ không rời khỏi Bắc Lương nửa bước. Vâng, thuộc hạ lập tức đi điều binh, Long Nhất cúi đầu, giọng điệu vô cùng trịnh trọng. Tỉnh Vân Lâm Nguy. Tỉnh Vân Lâm Nguy. Hai mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia lạnh lùng, anh xoay người đi vào phòng bệnh, Khương Vi Nhan và Nana đều không xảy ra chuyện lớn gì. Chỉ bị kích động một chút, có thể ra viện ngay được. Tiêu Chính Văn, em và Nana không sao, chúng ta quay về đi, Khương Vi Nhan nói. Tiêu Chính Văn không chịu, kiên quyết nói, không được, ở lại đây vài ngày quan sát đã. Khương Vi Nhan muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Chính Văn, cô không thể phản bác lại được, chỉ đành gật đầu nói, được rồi, vậy nghe anh. Đúng rồi, vài ngày này anh rời khỏi Tu Hà, đi làm chút chuyện. Tiêu Chính Văn nói. Khương Vi Nhan chớp đôi mắt đẹp của mình, hỏi, đi đâu? Anh có chuyện gì sao? Tiêu Chính Văn trả lời, đến Tỉnh Vân, có chút chuyện riêng cần xử lý ấy mà. Nghe thấy vậy, Khương Vi Nhan cũng không hỏi tiếp, chỉ gật đầu đáp một tiếng, vậy anh cẩn thận nhé. Tiêu Chính Văn mỉm cười, sờ má Khương Vi Nhan. Chấm. Nửa đêm, một chiếc phi cơ chuyên dụng bí ẩn đã hạ cánh xuống sân bay lớn nhất của thành phố Vân Hải. Thủ phủ của Tỉnh Vân. Toàn bộ sân bay đều đang trong tình trạng cảnh giới nghiêm ngặt. Trong và ngoài sân bay toàn là những binh lính được trang bị súng. Hơn chục nhân vật lớn của Tỉnh Vân đã đứng đầy xung quanh khu vực chiếc phi cơ chuyên dụng đã hạ cánh. Chủ tịch Tỉnh Vân, thư ký trưởng, chủ tịch thành phố Vân cùng với năm gia chủ của năm thế gia lớn ở thành phố Vân Hải, những nhân vật lớn mặt nhất ở thành phố Vân Hải lúc này đều đang cung kính cúi đầu đứng dưới mưa. Chờ cửa cabin mở ra. Đương nhiên, nhà họ Vân giàu có nhất ở Tỉnh Vân không có trong danh sách này. Một giờ trước, chủ tịch Tỉnh Vân,
Lữ Thương Hải nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn mà cả đời ông ta cũng không thể nào quên được. Cuộc gọi từ tổng bộ của chiến khu Bắc Lương. Lữ Thương Hải, một tiếng sau, phi cơ chuyên dụng của chủ soái Bắc Lương sẽ đáp xuống sân bay lớn nhất của thành phố Vân Hải tỉnh Vân Các ông, sân bay Lạc Giang. Xin hãy bố trí những người liên quan chuẩn bị đón tiếp. Đầu bên kia là một giọng đàn ông không có chút cảm xúc gì. Khi Lữ Thương Hải nhận được cuộc điện thoại này, ông ta đang giải quyết công việc của chính phủ trong văn phòng của mình, lúc đó ông ta lo lắng đứng bật dậy, cúi người kính cẩn nói, xin chào, cho hỏi có phải chủ soái Bắc Lương đến tỉnh Vân để kiểm tra không? Lữ Thương Hải cũng không dám tin. Bắc Lương cách tỉnh Vân hàng nghìn km, hoàn toàn là trời Nam đất Bắc. Chủ soái Bắc Lương ngồi ở trên cao như thế, là nhân vật to lớn ngất trời, sao lại đột nhiên tới tỉnh Vân? Lẽ nào, chức vụ ở Nam chiến khu đã có sự thay đổi lớn? Hay là còn có nguyên nhân khác? Gần như chỉ trong một khoảnh khắc, trong đầu vị chủ tịch của tỉnh Vân này đều ngập tràn suy nghĩ. Tuy nhiên, điều duy nhất ông ta có thể chắc chắn là chủ soái Bắc Lương chưa bao giờ đặt chân đến tỉnh Vân. Lần này nửa đêm tự nhiên đến, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản gì. Vì vậy, gần như chỉ một giây tiếp theo, Lữ Thương Hải đã nghĩ ra cách đối mặt với vị chủ soái Bắc Lương trong truyền thuyết này rồi. Dù sao, tỉnh Vân cũng là tỉnh lớn nhất trong 6 chiến khu Nam lính. Một giờ sau, Lữ Thương Hải xuất hiện ở sân bay cùng với những nhân vật liên quan. Vốn dĩ muốn thông báo cho nhà họ Vân, gia tộc lớn nhất và cũng là giàu nhất ở tỉnh Vân, nhưng trong điện thoại đã nói rõ rằng không được thông báo cho nhà họ Vân, mọi chuyện không được phép để lộ ra ngoài. Lúc này, cửa cabin mở ra. Một thân hình đẹp trai anh Tuấn, cao giáo bệ vệ xuất hiện ở cửa cabin. Áo choàng đen không thể che hết được quân bào thương long với hoa văn màu xanh ở bên trong. Tiêu Chính Văn mặc quân phục của vua Bắc Lương, đầu đội mũ quân đội. Xung quanh mũ là những sợi dây quấn màu vàng, ở giữa có một ngôi sao màu vàng chói lóa. Phía sau Tiêu Chính Văn có 7 bóng người cực kỳ hung tợn, quét sạch toàn bộ sân bay bằng khí thế ngút trời. 7 vị long tướng từ long nhất đến long bát của Bắc Lương. 7 vị long tướng của Bắc Lương đều có cấp bậc từ trung tướng đến thượng tướng, khí thế trên người mặc dù không hùng mạnh và dữ dội như Tiêu Chính Văn, nhưng cũng đủ để sánh với một vị tướng quân cấp bậc chiến thần đến từ chiến khu Nam lính. Vị tướng quân cấp bậc chiến thần đến từ chiến khu Nam lĩnh dắt theo 50.000 binh lính, đóng quân ở tỉnh Vân quanh năm để bảo vệ sự phát triển kinh tế và thịnh vượng của tỉnh Vân, tỉnh lớn nhất của chiến khu Nam lĩnh. Tuy nhiên, lúc này, hơn chục nhân vật lớn của Tu Hà bao gồm cả Lữ Thương Hải đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ cảm nhận được khí thế ngút trời của 7 bóng hình này, hoàn toàn có thể sánh được với vị chiến thần của tỉnh Vân. Quá mạnh! Bất kỳ một ai trong số 7 vị long tướng này đến tỉnh Vân cũng đủ để làm cho mọi người kinh hãi rồi. Nhưng bây giờ, cả 7 người cùng xuất hiện. Càng đáng sợ hơn là chủ soái Bắc Lương cũng đích thân tới đây. Tư thế bình thản, nhìn đời bằng nửa con mắt của vị vua này khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Lữ Thương Hải đều hít sâu, đứng im tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính và sùng bái. Đây chính là chủ soái Bắc Lương. Tiêu Chính Văn bước từng bước tới trước mặt Lữ Thương Hải, khí thế ngút trời trên người không hề giảm bớt đi tẹo nào, anh thản nhiên nói, Lữ Thương Hải. Lữ Thương Hải vội vàng cúi đầu, nói, thuộc hạ là chủ tịch tỉnh Vân Lữ Thương Hải, nghênh đón chủ soái Bắc Lương đến thăm thành phố Vân Hải tỉnh Vân. Tiêu Chính Văn bình thản gật đầu, sau đó nói, đi thôi, đi tới phòng làm việc của ông. Vâng, chủ soái, mời đi bên này, Lữ Thương Hải vội vàng nghiêng người. Làm ra tư thế mời. Ngay sau đó, đám người Tiêu Chính Văn đã lên xe, ngồi đầy 2 chiếc Audi A8L màu đen, sau đó những chiếc xe này lặng lẽ chạy trên đường phố của thành phố Vân, thủ phủ của tỉnh Vân. Con đường thông suốt, chạy thẳng đến tòa nhà chính quyền cấp tỉnh của Lữ Thương Hải. Trong phòng họp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bao gồm Lữ Thương Hải cùng với gia chủ của 5 gia tộc lớn của thành phố Vân Hải, ngoại trừ nhà họ Vân. Lúc này bọn họ đều đang đứng nghiêm bên cạnh ghế của phòng họp, không ai dám ngồi xuống. Bọn họ đều đang đợi chủ soái Bắc Lương xuất hiện. Nguồn thiếu mất từ chương 245 đến 249, mong mọi người thông cảm chương 250, ông muốn giết bản soái. Vân Kim Hổ nhấp một hơi xì gà, nói, đây chính là chuyện mà em lo lắng. Tên Tiêu Chính Văn này có chút không giống với tin tức chúng ta nhận được. Vân Cảnh Long sầm mặt xuống,
trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh, nói, lập tức điều tra Tiêu Chính Văn. Chúng ta nhất định phải tìm ra thân phận thật sự của hắn. Em đã cho người đi điều tra rồi, chắc chắn sẽ có tin tức ngay thôi. Vân Kim Hổ cười lạnh lùng. Vừa dứt lời, bỗng một tên thuộc hạ gõ cửa phòng làm việc, thái độ rất cung kính bước vào, trong tay gã cầm một văn kiện, nói, lão gia, nhị lão gia, đây là điện báo khẩn từ Tu Hà. Vân Kim Hổ cầm lấy tập tài liệu, nhanh chóng mở ra, cụ ta xem lướt qua, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, đứng bật dậy, kinh hãi nhìn chằm chằm vào nội dung tài liệu, nói, sao lại thế này? Hắn chính là... Thấy cảnh này, Vân Cảnh Long lập tức giật lấy tài liệu của Vân Kim Hổ, xem qua, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, nói quả nhiên, thông tin ban đầu của chúng ta là sai. Không ngờ, Tiêu Chính Văn này thực sự là lính xuất ngũ Bắc Lương. Có chút thú vị đấy. Nhà họ Ninh ở Tu Hà, một nhân vật sắp nhậm chức thiếu tá, lại bị tiêu diệt chỉ vì đắc tội Tiêu Chính Văn. Ngay cả Tổng Tham Mưu Trưởng Chiến Khu Đông Nguyên, Thượng Tướng Vương Truyền Minh, một chiến thần Nhật Tôn, cũng đích thân qua đó, chú hai, tên Tiêu Chính Văn này xảo quyệt hơn chúng ta tưởng. Vân Kim Hổ tối sầm mặt mũi, cơ thể không còn khí chất bình tĩnh như trước, cau mày nói, anh cả, anh nghĩ xem, lẽ nào là người bên Bắc Lương thực sự muốn đối đầu với nhà họ Vân chúng ta? Vân Cảnh Long im lặng, gương mặt trở nên u ám, cụ ta do dự hồi lâu mới nói, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tỉnh Vân chúng ta cách Bắc Lương hàng ngàn dặm. Nhà họ Vân cũng chưa từng đắc tội với người bên Bắc Lương. Vừa nói, Vân Cảnh Long vừa nhìn xuống tài liệu mới nhất về Tiêu Chính Văn trong tay, tức giận vò nát, nói, chỉ là thân phận của Tiêu Chính Văn này có chút phiền phức, lính xuất ngũ Bắc Lương, nếu tôi nhớ không lầm, vị chủ soái đó của Bắc Lương rất bảo vệ quân của mình. Cho dù có là lính xuất ngũ, hắn cũng hết mực quan tâm, săn sóc. Xem ra, chúng ta phải thay đổi kế hoạch một chút rồi. Vân Kim Hổ gật đầu nói, anh cả, ý của anh là... Vân Cảnh Long im lặng, ánh mắt trầm đục nhìn vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ, nói, phải đẩy nhanh tiến độ lên. Đêm nay lập tức hành động, chú mau dẫn theo 1.000 đàn em đã chuẩn bị sẵn sàng, bao vây khách sạn tên Tiêu Chính Văn ở. Tôi muốn lấy mạng hắn ngay đêm nay. Vân Kim Hổ gật đầu và đáp, vâng, em đi ngay. Dứt lời, Vân Kim Hổ nhanh chóng rời khỏi sơn gia nhà họ Vân. Lên chiếc Bentley màu đen đang đậu ở cửa, sau đó bấm một dãy số, lạnh lùng nói, thông báo ngay cho mọi người, lập tức hành động. Bao vây khách sạn Vân Hải trước, đợi tôi đến rồi hành động tiếp. Vâng, thưa Vân gia. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói rất tôn kính. Sau đó, chiếc Bentley màu đen phóng vù vù rời khỏi sơn trang nhà họ Vân, lóe lên tia sáng trong đêm tối. Tại một khung cửa sổ nào đó trên tầng 2 của sơn trang nhà họ Vân, Vân Cảnh Long nhìn ánh trăng khuyết và những vì sao sáng trên bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, bồn chồn. Cụ ta lập tức quay người, cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, nói tôi là Vân Cảnh Long, bố của Vân Sơn và Vân Hải, tôi muốn gặp hai người này ngay lập tức. Đồng thời, ở khách sạn Vân Hải, tại phòng tổng thống ở tầng cao nhất. Tiêu Chính Văn mặc chiến bào hoa văn rồng xanh, khoác chiếc áo choàng màu đen bên ngoài. Anh đứng trước cửa sổ lớn kiểu Pháp, nhìn đường phố dưới lầu, trong mắt thoáng lóe lên tia lạnh lùng. Bởi vì, trong mắt anh, 6 con phố xung quanh khách sạn Vân Hải lúc này đã quá đông đúc. Toàn là côn đồ cầm trong tay ống thép và dao. Vào lúc này, bọn chúng từ tứ phương tám hướng đổ dồn về phía khách sạn Vân Hải như một đàn châu chấu. Khí thế vô cùng hung hăng. Sát ý nồng đậm thấu trời. Long Nhị đứng bên cạnh, cung kính nói, chủ soái. Quả nhiên là anh đoán không hề sai, bọn chúng tới rồi. Long Nhị vô cùng sùng bái, xen lẫn theo cảm xúc kích động, đáy mắt tràn đầy khát vọng muốn đấu một trận ra trò. Chiều nay, chủ soái đã đoán ban đêm nhà họ Vân sẽ hành động sớm hơn dự định. Quả nhiên, bọn chúng tới rồi. Lúc này, nhìn những bóng người dày đặc trên mặt đất như châu chấu, trong mắt Long Nhị tràn ngập vẻ thích thú. Lâu lắm rồi anh ta chưa động chân động tay, sắp mốc người đến nơi rồi. Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa chưa, lúc này Tiêu Chính Văn hỏi. Long Nhị lập tức đáp lại, mọi việc đã sắp xếp xong xuôi rồi, 30.000 binh lính không rút lui của sư đoàn Hổ Lang đang bí mật tiến vào thành phố, đóng quân ngay ngoại ô thành phố, có thể đến bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Từ Nhân Phong thuộc sở chỉ huy quân đội Vân Hải đã nhận được lệnh của chủ soái.
mặc dù có chút không hài lòng, nhưng đương nhiên anh ta sẽ không hành động hấp tấp. Xét cho cùng cũng là tướng lĩnh của các chiến khu khác nhau. Tiêu Chính Văn gật đầu, nhưng trong mắt lại lóe lên cơn giận thấu trời, nói, được rồi. Cho 30.000 tướng sĩ không rút lui lên đường ngay. 1.000 binh lực nhanh chóng bao vây khách sạn Vân Hải. 5.000 binh lực bao vây 7 thế lực lớn của thế giới ngầm Vân Hải, kẻ nào không đầu hàng, giết không tha. Tất cả binh lực còn lại bao vây sơn trang nhà họ Vân cho tôi. Rõ, Long Nhị lớn tiếng đáp. Lúc này xung quanh khách sạn Vân Hải, hơn 1.000 tên côn đồ, tay cầm dao và ống thép, bao vây toàn bộ nơi đây. Một lúc sau, một chiếc xe Bentley màu đen dừng trước cửa khách sạn. Vân Kim Hổ bước xuống xe, chiếc mũi khoằm đặc biệt chói mắt, từ người cụ ta tỏa ra một luồng khí lạnh khiến người ta run lên bần bật. Dù gì thì cụ ta cũng là lão đại đứng đầu thế lực ngầm ở 9 thành phố của tỉnh Vân. Hào quang của Vân Kim Hổ vẫn còn đó. Vân gia. Đột nhiên, trước khách sạn Vân Hải vang lên tiếng gầm long trời lở đất. Tất cả bọn chúng đều giơ dao và ống thép trong tay, nhìn Vân Kim Hổ đầy ngưỡng mộ. Vân Kim Hổ chăm chú nhìn hàng ngàn tên đàn em khí thế hùng hổ ở phía sau, mỉm cười rồi tức giận nói, người đâu? Bắt lấy đám người Tiêu Chính Văn cho tôi. Rõ. Ngay lập tức, hơn chục tên đàn em hung hãn, vung dao và ống thép lên, xông thẳng vào khách sạn. Nhưng, 10 phút sau, hơn chục bóng người đập vào cửa kính vỡ vụn, rơi từ tầng cao nhất của khách sạn xuống. Bịch, bịch, bịch. Tất cả đều ngã bẹp xuống đất, người bê bết máu, chết tức tưởi. Trong tích tắc, bầu không khí ở đây bỗng trở nên quái lạ. Lúc này, hàng nghìn tên đàn em nhìn thấy hơn chục anh em bị ném từ trên tòa nhà xuống, hai mắt đều trợn trừng, trong mắt bừng bừng lửa giận gầm lên, Vân gia, chúng tôi phải giết hết chúng nó. Đúng, giết chết bọn nó đi, quá mất dạy, Vân gia. Chỉ cần ông nói một câu thôi, chúng tôi lập tức san bằng chỗ này. Đối mặt với cảm xúc tức giận và tiếng la hét của đám đàn em, gương mặt của Vân Kim Hổ tối sầm lại. Mẹ kiếp, dám giết người của Vân Kim Hổ này ngay trước mặt tao. Tất cả chúng mày, lập tức xông vào cho tao. Nhìn thấy đứa nào thì chém đứa đấy. Nhất là thằng Tiêu Chính Văn, chặt đứt tay chân rồi mang tới trước mặt tao. Vân Kim Hổ tức giận gầm lên như hổ dữ, âm thanh chói tai vô cùng. Giết chết chúng nó. Giết chúng nó đi. Xông lên, báo thù cho các anh em đã chết. Trong tích tắc, hàng trăm tên côn đồ cầm dao và ống thép chuẩn bị xông vào khách sạn. Nhưng, ngay lúc đó, hai bóng người cực kỳ lạnh lùng và nghiêm nghị xuất hiện ở cửa trước của khách sạn, khí thế ngút trời, kèm theo tiếng bước chân bịch, bịch, bịch như tiếng trống. Gió lạnh bắt đầu nổi lên. Ở cửa trước của khách sạn, áo choàng đen của Tiêu Chính Văn bay phấp phới, mang theo sát khí nồng đậm, để lộ chiến bảo hoa văn rồng xanh bên trong, lấp lánh rạng rỡ. Vân Kim Hổ, ông muốn giết bản soái. Một giọng nói lạnh như băng của ma vương nơi 9 tầng địa ngục vọng lại, vang lên khắp khách sạn, khiến hàng nghìn người phải sững sờ. Chương 251, uy thế của chủ soái Bắc Lương. Vân Kim Hổ, ông muốn giết bản soái. Giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp nơi. Hàng nghìn tên côn đồ sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau. Dưới ánh đèn, khi nhìn thấy hai bóng người xuất hiện ở lối vào khách sạn, tất cả đều trợn mắt, không ngừng thở dốc. Chuyện này, dưới lớp áo choàng đen, chiến bào hoa văn rồng xanh là thế nào vậy? Quân phục sao? Hay đó là quân phục của các tướng soái xuất hiện trong cuộc diễu binh của Hoa Quốc? Quá kinh khủng! Trong phút chốc, mấy nghìn tên côn đồ này đều ngẩn ra, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Một cảm giác ớn lạnh như có như không ngay lập tức bao trùm khắp nơi. Tất cả đều không thể tin vào những gì họ nhìn thấy. Hai người này đến từ chiến bộ Hoa Quốc sao? Nhưng người sốc nhất lại chính là Vân Kim Hổ, người đang dẫn đầu hàng nghìn tên côn đồ. Lúc này, trên mặt cụ ta tràn đầy vẻ kinh ngạc, trợn to hai mắt, ngay cả hô hấp cũng có phần ngưng trệ. Tiêu Chính Văn trước mặt cụ ta thực sự đang mặc chiến bào hoa văn rồng xanh. Mày là ai? Tại sao mày lại có chiến bào hoa văn rồng xanh này? Vân Kim Hổ hoảng sợ, trên trán toát mồ hôi lạnh. Chỉ riêng bộ quân phục này thôi cũng đủ khiến hàng nghìn tên côn đồ đang có mặt phải khiếp sợ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để khiến Vân Kim Hổ phải quỳ xuống xin tha. Bởi vì nhà họ Vân cũng có hai vị tướng quân, vị cấp thấp nhất cũng là chiến thần cấp 2 sao.
chả có gì phải sợ. Tiêu Chính Văn đứng ở cửa khách sạn, Long Nhị phía sau đương nhiên cũng mặc quân phục, trên vai còn mang quân hàm thượng tướng 3 sao lấp lánh. Thượng tướng cấp 3 sao, Vân Kim Hổ lúc này mới chú ý tới quân hàm, cụ ta lập tức nheo mắt lại. Hắn thực sự là một thượng tướng cấp 3 sao? Hắn có cấp bậc ngang hàng tướng quân với Vân Sơn rồi sao? Nhưng lúc này Vân Kim Hổ mới đột nhiên phản ứng lại, điều đáng sợ hơn cả là một thượng tướng cấp 3 sao như vậy mà đứng sau lưng Tiêu Chính Văn, vẻ mặt kính nể. Kinh khủng quá! Thượng tướng cấp 3 sao lại chỉ có thể làm trợ thủ cho tên Tiêu Chính Văn kia? Trong một thoáng, Vân Kim Hổ đã nghĩ ra điều gì đó. Bắc Lương! Tiêu Chính Văn là một quân nhân đã xuất ngũ ở Bắc Lương, nếu bây giờ, một thượng tướng cấp 3 sao vẫn phải làm tay sai cho hắn, chắc chắn địa vị của Tiêu Chính Văn ở Bắc Lương vô cùng cao. Lẽ nào là... Không! Không thể nào! Ngay lập tức, Vân Kim Hổ đã phủ nhận ý nghĩ kinh khủng của mình. Đồng thời, cụ ta cũng cuồng loạn giống lên, mày là ai? Tiêu Chính Văn đứng trước khách sạn, đội đồng tử phát ra sát ý nồng đậm, toàn thân nổi lên khí lạnh như long trời lở đất, như sóng thần nổi dậy. Ông hỏi tôi là ai sao? Khóe miệng Tiêu Chính Văn nhếch lên một vòng cung lạnh lẽo, một câu nói, nhưng xem ra cũng đủ để làm cho nghìn người kinh ngạc. Đột nhiên, Tiêu Chính Văn vung tay lên, kéo áo choàng đen trên người rơi xuống như gió lốc, lộ ra chiến bảo hoa văn rồng xanh cực kỳ uy nghiêm, cực kỳ chấn động. Rồng vàng năm móng, lấp lánh rực rỡ, sống động như thật, tựa như một sinh linh, ôm sát ngực, bay vút trên bầu trời, ngắm nhìn thế giới. Quỳnh! Nhìn thấy rồng vàng năm móng trên bộ quân phục, Vân Kim Hổ bỗng cảm thấy thực sự mơ hồ. Rồng vàng năm móng! Đó là rồng vàng năm móng! Hoa văn xanh, rồng vàng, năm móng! Đây, đây là, chủ soái Bắc Lương! Rầm! Khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu, Vân Kim Hổ thực sự hoảng sợ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi gấp vạn lần. Chủ soái Bắc Lương lại đến tỉnh Vân, còn đứng ngay trước mặt cụ ta. Sao có thể như thế được? Không chỉ Vân Kim Hổ, mà cả nghìn tên côn đồ cầm dao và ống thép phía sau đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho đờ đẫn, hồi lâu sau cũng không có phản ứng gì. Bởi vì Tiêu Chính Văn vẫn điềm nhiên đứng tại chỗ, nhưng hào quang cuồn cuộn trên người anh vô hình tản ra, khiến bọn chúng căn bản không tài nào nảy sinh ý nghĩ phản kháng được. Cứ như thể chúng đang đối mặt với một thống soái bất khả chiến bại, người thống trị hơn 1 triệu đội quân. Trước mặt một người như vậy, nếu chúng dám manh động, chết là cái chắc. Đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Chính Văn vang lên như rồng kêu hổ gầm, khiến toàn bộ người có mặt đều sững sờ, bản soái chính là vua Bắc Lương. Các người gặp bản soái, còn không mau quỳ xuống hành lễ. Vua Bắc Lương, hắn thực sự là vua Bắc Lương. Khi giọng nói của Tiêu Chính Văn vang lên, luồng khí mạnh mẽ từ cơ thể anh đột nhiên lan ra. Ngay lập tức áp lực vô hình tựa như bầu trời sụp đổ bao trùm tất cả mọi nơi. Gần như trong tích tắc, hàng nghìn tên côn đồ không chịu nổi luồng khí này mà lần lượt quỳ xuống như rơm như rác. Tiếng quỳ và tiếng hành lễ vang lên khắp khách sạn. Vân Kim Hổ đột nhiên phản ứng lại, hai chân cụ ta run lên, quay lại nhìn thì thấy cả nghìn tên côn đồ mà cụ ta dẫn theo đã quỳ hơn nửa rồi. Hai mắt cụ ta trợn trừng, gầm lên, chúng mày đứng lên hết cho tao. Chắc chắn hắn không phải là vua Bắc Lương, chúng mày bị hắn lừa rồi, hắn chỉ là thằng con rể ăn bám vô dụng thôi. Theo tiếng gầm của Vân Kim Hổ, đám côn đồ đang định quỳ xuống bỗng ngưng lại, vẻ mặt có chút do dự. Vua Bắc Lương, đó là chủ soái mạnh nhất của Hoa Quốc. Ai dám đắc tội chứ? Vân Kim Hổ gầm lên vài tiếng, quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, tức giận nói, thằng nhãi mày được lắm. Tao suýt chút nữa bị mày lừa rồi. Vua Bắc Lương, một con chó hoang như mày cũng dám gọi mình là vua Bắc Lương. Trước khi đến đây tao đã điều tra rõ ràng thân phận của mày rồi. Mày chỉ là tàn dư của nhà họ Tiêu ở Tu Hà thôi, sau đấy làm rể nhà họ Khương. Một thằng lính quèn Bắc Lương đã giải ngũ, bây giờ còn dám giễu võ dương oai, giả làm vua Bắc Lương. Mọi người nghe rõ đây, Tiêu Chính Văn này chắc chắn không phải là vua Bắc Lương. Hắn là lính xuất ngũ, là một kẻ rất bình thường. Đừng để bị hắn lừa, bây giờ tất cả cùng xông lên cho tao, bắt lấy hắn. Phế tứ chi hắn, thưởng 1 triệu. Người nào lấy được đầu nó, thưởng 5 triệu. Vân Kim Hổ gầm lên. Người xưa đã nói, có tiền thì sai quỷ cũng được.
Đột nhiên, phía sau Vân Kim Hổ, hàng chục tên côn đồ cầm dao giống lên, xông tới trước cửa nơi Tiêu Chính Văn đứng. Tuy nhiên, trước mặt mọi người, một bóng đen xẹt qua không trung, anh ta rút ra từ thắt lưng một thanh trường kiếm sáng chói. Xoẹt, phụt, máu tuôn ra như nước. Mấy chục bàn tay còn đang cầm dao, đều rơi xuống đất. Thảm hại vô cùng. Hàng chục tên côn đồ cầm dao lao tới Tiêu Chính Văn, ngay lập tức nắm chặt cánh tay bị đứt lìa của mình, hét lên, a, à, tay của tôi, kẻ nào bất kính với chủ soái, giết chết không tha. Long Nhị đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, cầm trong tay một thanh trường kiếm dài mỏng, thanh kiếm chỉ vào nghìn người trước mặt, lưỡi kiếm và mũi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh chói mắt, phản chiếu ánh trăng khuyết. Mũi dao nhỏ vài giọt máu, rơi xuống đất theo nhịp thở của mọi người. Sát ý nồng đậm thấu trời. Cảnh tượng này hoàn toàn trấn áp 1.000 tên côn đồ còn lại. Đây là thân thủ và thực lực đáng gờm đến mức nào chứ? Anh ta có còn là người không? Thực lực này cũng phải là cấp chiến thần. Anh ta không chỉ là một thượng tướng cấp 3 sao, mà còn là một tướng quân chiến thần sao? Vân Kim Hổ cũng sững sờ, vẻ lạnh lẽo ghê tởm lóe lên từ khóe mắt, cụ ta gầm lên, tiền thưởng 10 triệu, chúng mày giết hai tên này cho tao. Nâng cao tiền thưởng. 10 triệu. Ngay lập tức, gần trăm tên côn đồ, với đôi mắt đỏ sựng, một lần nữa vung dao về phía Long Nhị và Tiêu Chính Văn. Nhưng, ngay lúc này, toàn bộ tòa nhà của khách sạn Vân Hải bỗng chấn động. Kính của tòa nhà lúc này rung lên. Ngay cả sỏi trên mặt đất cũng đang rung theo. Vân Kim Hổ và 1.000 tên côn đồ phía sau cụ ta đều sững sờ. Đây là một trận động đất ư. Nhưng ngay sau đó, bịch, bịch, bịch. Tiếng bước chân dày đặc và ầm ầm vang lên khắp các con phố xung quanh. Trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, 1.000 binh lính được trang bị vũ trang đầy đủ, tay cầm súng đã lên đạn thật, đồng đều lao ra từ các đường phố xung quanh. Đội hình sát cánh màu xanh đậm kéo dài tựa như một con rồng đen, ngay lập tức đứng chật hết các con phố, chặn đường thoát của đám người Vân Kim Hổ. Bắc Lương, 1.000 binh lính không rút lui thực hiện mệnh lệnh, đến đây để bảo vệ chủ soái. Đột nhiên, tiếng gầm của 1.000 binh lính vang lên như một tiếng sấm rền trên bầu trời đêm. Chương 252, đêm nay, nhà họ Vân đã bị lật đổ. Dưới bầu trời đêm, ai nấy đều bị choáng ngợp bởi 1.000 tướng sĩ không rút lui của Bắc Lương. Con rồng xanh thẫm dài tít tắp cuối phố. 1.000 tướng sĩ không rút lui được trang bị đạn thật, vũ trang đầy đủ, vẻ mặt nghiêm nghị, cả người tỏa ra gió lạnh thấu xương, lan ra khắp nơi. 1.000 tướng sĩ không rút lui đó, chẳng khác nào một lưỡi dao đứng trong gió lạnh, sắc bén, hung hãn dương tứ phía. Trong khoảnh khắc ấy, Vân Kim Hổ và hàng nghìn tên côn đồ khác đang cầm dao và ống thép, đều kinh sợ, vẻ mặt hoảng hốt, toàn thân không nhịn được mà run rẩy. Bọn chúng bị bao vây rồi. Giơ súng. Đột nhiên, một tiếng hét to vang lên. 1.000 tướng sĩ không rút lui lập tức giương súng nhắm thẳng vào 1.000 tên côn đồ. Cái lạnh thấu xương ngay lập tức bao trùm khắp các con phố xung quanh. Trong lòng Vân Kim Hổ không khỏi kinh hãi, ánh mắt dừng trên người Tiêu Chính Văn và Long Nhị đang đứng trước khách sạn, giọng nói run lẩy bẩy hỏi, cậu thật sự là chủ soái Bắc Lương? Ôi trời ơi! Sao có thể thế chứ? Kẻ thù của nhà họ Vân thực sự là chủ soái Bắc Lương danh tiếng lừng lẫy của Hoa Quốc? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại thành ra thế này? Lúc này trong lòng Vân Kim Hổ hoàn toàn rối tung, một ông lớn đứng sau thế lực ngầm của 9 thành phố tỉnh Vân, lúc này hai chân cũng phải run lên bần bật, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng loạn. Chủ soái Bắc Lương, đó là chủ soái Bắc Lương. Nhân vật tối cao đã khiến hàng triệu đội quân của 8 quốc gia khiếp sợ. Chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến nhà họ Vân ở tỉnh Vân hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tại sao anh phải đích thân xuất hiện ở tỉnh Vân, lại xuất hiện ở thành phố Vân Hải này? Ánh mắt Tiêu Chính Văn hờ hững, nhìn Vân Kim Hổ vốn đã hoảng sợ trước mặt, nhàn nhạt nói, đúng vậy. Uỳnh. Hai từ đơn giản, nhưng đủ để khiến trán của Vân Kim Hổ túa đầy mồ hôi lạnh. Toàn thân cụ ta bắt đầu run rẩy, hai chân cũng bắt đầu mềm oặt ra. Hắn thực sự là chủ soái Bắc Lương, cụ ta phải làm gì bây giờ, nhà họ Vân đến bước đường cùng rồi sao? Vân Kim Hổ, gặp chủ soái, tại sao không quỳ xuống? Lúc này, Long Nhị đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn,
trong tay cầm trường kiếm dài mỏng, vẫn lóe sáng ánh trăng lạnh lẽo, tỏa ra luồng sát khí thấu trời. Bịch! Gần như ngay khi Long Nhị vừa dứt lời, Vân Kim Hổ không nhịn được lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Hành động này của cụ ta khiến phần lớn tên côn đồ còn chưa quỳ xuống phía sau cụ ta, lúc này tựa như bị rút xương, quỳ rạp trên mặt đất, ôm đầu đầu hàng. Không còn cách nào khác, Tiêu Chính Văn là một sự tồn tại không tài nào chống lại được. 1.000 tướng sĩ không rút lui này đủ để chống lại 10.000 đại quân. Đám côn đồ quèn này không đáng để chú ý. Chủ soái, xin hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi. Nếu như tôi biết cậu là chủ soái của Bắc Lương, tôi nhất định sẽ không dám dẫn theo bất cứ kẻ nào đến quấy rầy chủ soái tôi. Vân Kim Hổ thay mặt nhà họ Vân xin lỗi chủ soái, hy vọng chủ soái sẽ xét đến những cống hiến của nhà họ Vân cho tỉnh Vân, tha cho nhà họ Vân. Vân Kim Hổ quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha mạng. Tiêu Chính Văn chậm rãi bước đến chỗ Vân Kim Hổ, anh nhướng mày nhìn Vân Kim Hổ đang quỳ trước mặt mình, lạnh lùng nói, nếu tôi nhớ không lầm, ông muốn tôi dùng cái chết để tạ tội với Kim Thái và Kim Chính Long mà nhỉ. Xì. Vân Kim Hổ kinh hãi, ánh mắt nhìn thẳng, nhịn không được quỳ xuống nói, là tôi ăn nói bậy bạ, là tôi ăn nói bậy bạ, xin chủ soái không chấp tiểu nhân mà thứ lỗi cho tôi lần này, cầu xin cậu ban ân. Cả con phố trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng Vân Kim Hổ đang cầu xin tha mạng. Lúc này, trong mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sáng lạnh. Anh quét qua gần 1.000 tên côn đồ đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, Vân Kim Hổ, ông có thể đại diện cho nhà họ Vân sao? Hừ, cơ thể Vân Kim Hổ run lên, vẻ mặt kinh hãi, lời này của Tiêu Chính Văn khiến cụ ta không tài nào trả lời được, bởi vì, ngay cả khi Vân Kim Hổ là thế lực ngầm lớn nhất đứng sau 9 thành phố ở tỉnh Vân, thì cụ ta cũng không đủ để đại diện cho toàn bộ nhà họ Vân. Nhìn thấy Vân Kim Hổ không trả lời được, vẻ mặt của Tiêu Chính Văn lập tức tối sầm xuống, trầm giọng nói, đêm nay, nhà họ Vân sẽ bị diệt vong. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cất bước rời đi. Vân Kim Hổ lúc này đang quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ rực, dữ tợn hét lên, chủ soái, xin cậu hãy tha cho người nhà họ Vân. Tuy nhiên không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân của Tiêu Chính Văn rời đi. Vào lúc đó, vẻ sợ hãi trên gương mặt Vân Kim Hổ ngay lập tức được thay thế bằng một sự lạnh lùng. Ghê gớm. Cụ ta đột nhiên nổi cơn điên, móc ra một khẩu súng lục từ thắt lưng, chĩa vào sau đầu Tiêu Chính Văn, giống lên, nhà họ Vân gia tao sẽ không bị tiêu diệt. Mày là vua Bắc Lương thì sao? Tao có giết chết mày cũng đâu có ai biết được. Nhưng, ngay khi Vân Kim Hổ vừa mới đứng dậy, cụ ta chỉ cảm thấy ánh sáng lưỡi kiếm nhàn nhạt lóe lên trước mặt, sau đó, một cánh tay đang cầm súng lục xoay tròn vài vòng rồi rơi xuống đất. Trong tích tắc, máu tươi phun ra như thác. Long Nhị thu kiếm, trong mắt không chút cảm xúc, chỉ nói một câu, nếu không phải chủ soái không muốn, đầu của ông đã rơi xuống rồi. Vân Kim Hổ nắm chặt bả vai phải nơi cánh tay vừa bị chém đứt lìa, cụ ta lảo đảo vài bước, quỳ rạp xuống đất, đau đớn kêu lên a, a, a. Tay của tao, chủ soái, Bắc Lương, nhà họ Vân tao không phải là một gia tộc nhỏ có thể bị người khác tàn sát. Nhà họ Vân tao là gia tộc giàu có nhất tỉnh Vân. Nhà họ Vân tao còn có 2 vị tướng quân. Nếu mày dám động vào nhà Vân tao, chính là khiêu chiến với chiến khu Nam Lĩnh. Mặc kệ Vân Kim Hổ nằm sóng xoài trên mặt đất kêu gào như thế nào, Tiêu Chính Văn vẫn không dừng bước. Long Nhị lạnh lùng liếc Vân Kim Hổ một cái, vẫy tay, gào to với 1.000 tướng sĩ không rút lui, bắt hết toàn bộ đám người này. Trong tích tắc, 1.000 tên côn đồ đã bị giam giữ. Về phần Vân Kim Hổ, cụ ta đương nhiên cũng bị giam giữ, đưa vào một vài chiếc xe đã chờ sẵn trên phố từ lâu. Lúc này, cơ thể Vân Kim Hổ đã bê bết máu, để tránh cho cụ ta chết tại chỗ, binh lính nhanh chóng băng bó cánh tay phải của cụ ta. Tiêu Chính Văn lên một chiếc Audi A8L màu đen, ngồi trong xe có mặt Lữ Thương Hải, chủ tịch tỉnh Vân, sắc mặt ông ta có chút tái nhợt, run rẩy hỏi, chủ soái, anh giam giữ Vân Kim Hổ thật sao? Tiêu Chính Văn lạnh nhạt gật đầu, nói, để đội thanh tra của thành phố Vân Hải xử lý chuyện ở đây. Vâng. Lữ Thương Hải đáp, lấy khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán. Đêm nay, nhà họ Vân đã bị lật đổ. Theo sau đó, trong mắt Tiêu Chính Văn lóe lên một tia lạnh lẽo thấu xương, anh nói, tới sơn trang nhà họ Vân. Chương 253, nhị gia không xong rồi.
Lữ Thương Hải sững sờ, qua cửa kính xe, nhìn thấy tướng sĩ không rút lui của Bắc Lương đứng hai bên đường, giống như lưỡi dao sắc bén, ông ta không khỏi hít sâu một hơi. Khí thế quá mạnh mẽ. Đây chính là tướng sĩ Bắc Lương sao? Ai nấy đều tỏa ra sát khí lạnh thấu xương. Thảo nào người ta vẫn nói, đội quân Bắc Lương là đội quân mạnh nhất ở Hoa Quốc. Cùng lúc đó, trong sảnh chính của Sơn Trang nhà họ Vân, đám người đại diện của nhà họ Vân đang họp bàn. Gia chủ, nhị gia đã đi lâu như vậy, tại sao còn chưa trở lại? Một người trong số họ hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng. Vân Cảnh Long ngồi ở đầu nhà với vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười, Kim Hổ mà làm việc là tôi vô cùng yên tâm, có lẽ chú ấy gặp chuyện nào đó ngoài ý muốn nên hơi chậm trễ chút. Nghe vậy, đám người lại gật gù. Trong địa phận tỉnh Vân này, không có chuyện gì là nhị gia nhà họ Vân không làm được. Hơn nữa, chỉ là đi giải quyết thằng con rể ăn bám đến từ Tu Hà thôi mà, chắc không có vấn đề gì đâu. Đúng vậy, nhị gia làm việc, chúng tôi từ trước đến nay luôn luôn yên tâm. Tiếp theo đây, chúng ta cần phải xử lý kẻ lên kế hoạch, hiện đang đứng sau Tiêu Chính Văn này. Theo tin tức từ Tu Hà, rất có thể là chủ tịch thành phố Tu Hà, Tổng tư lệnh Tống thuộc đội thanh tra và thiếu tá Hàn của sở chỉ huy quân đội Tu Hà, liên hợp để tấn công nhà họ Kim. Hừ, dám ra tay với nhà họ Kim chính là không coi nhà họ Vân ở tỉnh Vân chúng ta ra gì cả. Chúng ta nhất định phải nghiêm trị Tu Hà, đánh rắn phải đánh dập đầu, bắt đầu đánh vào kinh tế của bọn họ. Khi mọi người đang thảo luận kịch liệt, đột nhiên, quản gia từ ngoài cửa vội vã xông vào, hét lớn, gia chủ, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi, Vân Cảnh Long sầm mặt xuống, tức giận nói, hốt ha hốt hoảng trả ra cái thể thống gì cả. Có chuyện gì, nói mau. Quản gia quỳ trên mặt đất kêu lên, nhị gia, ông ấy, nhị gia đã trở lại rồi sao? Tốt quá, thế còn tên Tiêu Chính Văn đó thì sao? Cũng bắt về đây à? Nghe vậy, Vân Cảnh Long đột nhiên đứng bật dậy, gương mặt tràn đầy vui mừng. Nhưng... câu nói tiếp theo của quản gia khiến Vân Cảnh Long và tất cả đám người đại diện của nhà họ Vân đang có mặt, sững người. Không phải đâu gia chủ, nhị gia được Tiêu Chính Văn đưa về đây ạ, Tiêu Chính Văn, hắn, quản gia lắp bắp, bắt đầu nói không ra hơi. Vân Cảnh Long hoảng sợ, giống lên hỏi, rốt cuộc là làm sao? Vừa dứt lời. Trước sảnh chính, mấy chục bóng người bay tới, tất cả đều rơi xuống đất. Sau đó... vài bóng người lạnh lùng xuất hiện trước sảnh chính của nhà họ Vân. Long nhị tràn đầy sát khí, khí thế uy nghiêm, anh ta cầm kiếm đứng thẳng trước cửa, sau đó xoay ngang mở đường. Tiêu Chính Văn mặc bộ chiến bào hoa văn rồng xanh năm móng, trên vai mang theo phù hiệu màu vàng sáng lấp lánh của chủ soái Hoa Quốc, đôi mắt tinh tú lóe lên tia lạnh thấu xương, chậm rãi bước vào. Phịch! Sau đó, Vân Kim Hổ, người đầy máu và bị chém đứt lìa cánh tay, cũng bị Long nhị ném vào. Cụ ta ngã xuống trước mặt mọi người nhà họ Vân. Chương 254, sao ông biết bản soái không phải vua Bắc Lương? Nhìn thấy cảnh này, toàn bộ sảnh chính của nhà họ Vân đều rơi vào im lặng chết chóc. Vân Kim Hổ người bê bết máu, bị đứt lìa cánh tay, nằm trên mặt đất với vẻ mặt đau khổ, hét lớn với Vân Cảnh Long, anh cả cứu em với, Kim Hổ. Chú, sao chú lại trở thành thế này? Vẻ mặt Vân Cảnh Long đầy kinh hãi. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bộc phát luồng sát khí lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, hét lớn, là mày chặt đứt một cánh tay của em trai tao đúng không? Tiêu Chính Văn chắp tay phía sau, hai mắt sáng như sao, uy lực mạnh mẽ bộc phát tràn ngập toàn bộ sảnh chính. Là bản soái. Một câu nói khiến tất cả mọi người đều chấn động. Bản soái. Hắn tự xưng là bản soái. Vân Cảnh Long run lên. Những nhân vật đại diện của nhà họ Vân cũng run cầm cập. Lúc này, bọn họ mới để ý thấy Tiêu Chính Văn mặc bộ quân phục có thêu hoa văn rồng xanh, trên vai anh cũng mang quân hàm chủ soái, chiếu sáng lấp lánh. Quỳnh! Tất cả mọi người trong nhà họ Vân đều cảm thấy choáng váng, đầu óc ngay lập tức trở nên trống rỗng. Tiêu Chính Văn này là một nhân vật cấp bậc chủ soái. Chuyện này không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Vân Cảnh Long sửng sốt, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, ngập ngừng hỏi, mày là chủ soái? Không, tuyệt đối không thể nào. Theo thông tin bọn tao điều tra được, mày rõ ràng chỉ là một thằng lính xuất ngũ bình thường thôi mà. Ha ha! Tiêu Chính Văn bật cười, ông nghĩ,
thông tin mà ông điều tra được có đáng tin không? Thình thịch, cơ thể Vân Cảnh Long run lên, cảm giác có gì đó không đúng. Kẻ địch của nhà họ Vân, một tên rác rưởi vô danh đến từ Tu Hà lại là một chủ soái, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Vân Cảnh Long. Ông mày không tin, bộ quân phục này của mày là giả, là mạo danh, tướng soái của Hoa Quốc, ông mày đã từng may mắn gặp được rồi, nhưng chưa từng thấy loại người như mày. Mày dám mạo danh chủ soái của Hoa Quốc, là tội chết, tội tru di cửu tộc. Vân Cảnh Long đột nhiên phản ứng lại, cụ ta gầm giống lên. Cụ ta là người giàu nhất ở tỉnh Vân, loại người nào mà chưa từng gặp chứ? Nhân vật cấp bậc chủ soái cụ ta cũng đã từng gặp qua vài người. Chủ soái lớn nhất của chiến khu Nam Lĩnh, chủ soái Hắc Long, chủ soái cấp 4 sao, cụ ta đã gặp nhiều rồi. Chủ soái từ Kiêu Long của chiến khu Đông Nguyên, cụ ta cũng gặp qua rồi. Còn có chủ soái của hai chiến khu khác, Vân Cảnh Long cũng đã được nhìn thấy từ xa, thậm chí các chuẩn soái khác hay huyền soái cấp 2 sao. Vân Cảnh Long cũng đã từng gặp vài người ở Đại hội đại biểu Hoa Quốc. Duy nhất chưa từng nhìn thấy Tiêu Chính Văn ở trước mặt. Vì vậy, Vân Cảnh Long có thể đoán chắc rằng Tiêu Chính Văn đang giả mạo. Thằng nhãi, mày đúng là không sợ chết, còn dám mặc bộ quân phục rồng vàng năm móng. Mày có biết, rồng vàng năm móng này là soái phục của vị chủ soái nào hiện nay không? Vân Cảnh Long lạnh lùng cười khẩy, trong mắt lóe ra tia sát khí hung tợn. Tiêu Chính Văn khẽ nhướng mày, hỏi ngược lại, ồ, vị nào thế? Vân Cảnh Long phá lên cười, sát khí trong mắt tỏa ra khắp nơi, phẫn nộ hét lớn, bộ quân phục rồng vàng năm móng này là bộ quân phục của chủ soái Bắc Lương, là chủ soái duy nhất cấp bậc 5 sao của chiến khu Bắc Lương mạnh nhất trong số 5 chiến khu của Hoa Quốc. Thằng nhãi nhà mày, đến chuyện này cũng không biết mà dám mặc bộ quân phục nhái này, rõ ràng là muốn chết đây mà. Cụ ta vừa dứt lời. Giống như tiếng sấm vang rền khiến cả sảnh chính đều rơi vào im lặng. Những nhân vật đại diện của nhà họ Vân đều tỏ vẻ lạnh lùng và mỉa mai. Chỉ có duy nhất Vân Kim Hổ đang nằm trên mặt đất lúc này là lo lắng và kinh hãi tột độ, muốn hét lên gì đó. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn lại thản nhiên cười nói, vậy ông có biết, bản soái chính là vị chủ soái Bắc Lương đó không? Xì sao? Một câu nói khiến toàn hiện trường chết lặng. Tất cả người nhà họ Vân, bao gồm cả Vân Cảnh Long, lúc này đều trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn. Quá quát, một thằng nhãi ở rể ở Tu Hà mà dám ngông cuồng mạo danh chủ soái Bắc Lương. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Mày có biết, mày làm như vậy là tội lớn chu di cửu tộc không? Thằng nhãi, tao khuyên mày mau quỳ xuống, cầu nguyện cái mạng chó của mày có thể sống được thêm mấy ngày đi. Ngay lập tức. Những người đại diện của nhà họ Vân đều chỉ vào người Tiêu Chính Văn chỉ trích một cách gay gắt và đầy mỉa mai. Vân Cảnh Long sa sầm mặt mày, cụ ta cau mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi, mày nói mày là chủ soái Bắc Lương. Đúng. Tiêu Chính Văn thản nhiên trả lời, sát khí trên người càng thêm phần mạnh mẽ, dường như có thể gây ra một trận sóng to gió lớn. Ha ha ha. Vân Cảnh Long phá lên cười, nói, trò đùa. Ông mày chưa từng gặp loại người ngông cuồng ngạo mạn không biết trời cao đất dày như mày. Chủ soái Bắc Lương là nhân vật trong truyền thuyết của Hoa Quốc, là tượng đài to lớn của Hoa Quốc, là vị long soái duy nhất đạt cấp bậc 5 sao của Hoa Quốc. Thằng nhãi như mày chẳng lẽ lại là nhân vật hô mưa gọi gió chấn động cả Hoa Quốc đấy sao? Anh cả, hắn thật sự là chủ soái Bắc Lương. Vân Kim Hổ nằm trên đất, lúc này mặt mày tái mét, thở không ra hơi nói. Vân Kim Hổ sợ rồi. Cụ ta sợ rằng Vân Cảnh Long cứ tiếp tục nói như vậy, nhà họ Vân thật sự sẽ không còn đường lui. Nghe thấy câu này của Kim Vân Hổ, Kim Cảnh Long nghi hoặc, liền hỏi, chú hai. Chú hổ đồ rồi, chú bị thằng nhãi đó dọa rồi à? Hắn không thể nào là chủ soái Bắc Lương được. Nói xong, Vân Cảnh Long sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói, thằng nhãi, nếu mày đã dám đến đây. Vậy có nghĩa là mày đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết. Cũng tốt, dù sao cũng đến rồi thì đừng có đi. Vừa dứt lời. Trong ngoài sảnh chính của nhà họ Vân, mấy chục tên côn đồ mặc vest đột nhiên xuất hiện. Chính xác mà nói, đám côn đồ này không phải côn đồ bình thường, mà là lính đánh thuê nước ngoài được nhà họ Vân thuê với giá cực cao. Sát khí bao phủ khắp cơ thể, bột phát một cách mãnh liệt không chút nào núng. Khi nhìn thấy đám người này xuất hiện, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt,
nói, thì ra, nhà họ Vân còn hợp tác với lính đánh thuê nước ngoài nữa à? Vân Cảnh Long cười nói, có mắt nhìn đấy. Nếu mày đã nhìn ra, ông mày cũng không cần giấu nữa. Đây đều là lính đánh thuê do ông mày thuê từ nước ngoài về, năng lực của bọn họ người thường không thể nào so sánh được. Cho dù là lính đặc chủng cũng không phải đối thủ của bọn họ, thực lực bình quân của đám người này cũng phải ngang hàng với binh vương cấp 2 sao. Thằng nhãi, mày nghĩ xem, bị đám người như thế này bao vây mày có thể sống sót rời khỏi đây không? Tiêu Chính Văn lắc đầu, cười nhẹ nói, thực lực của binh vương cấp 2 sao quả nhiên cũng khá mạnh, nhưng bọn họ vẫn chưa phải là đối thủ của tôi. Xì sao? Đám người Vân Cảnh Long hít sâu một hơi, sau đó gầm lên giận dữ, ngông cuồng. Nếu như mày không biết hối cải vậy thì đừng trách ông mày ác. Dám chặt đứt một cánh tay của em trai tao, ông đây sẽ chặt đứt hai cái tay của mày. Mọi người, lên cho tôi, chặt đứt hai cánh tay của hắn. Tiếng gầm giận dữ của Vân Cảnh Long vang lên. Ngay lập tức, hai tên lính đánh thuê với sắc mặt hung tợn, cầm dao găm trên tay lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn đứng yên không hề nhúc nhích. Long Nhất ở đằng sau lập tức nhảy ra, đang định ra tay, nhưng lại bị Tiêu Chính Văn ngăn lại, anh nói, để tôi. Vừa dứt lời, hai tên lính đánh thuê xông lên trước, nhìn Tiêu Chính Văn, nở nụ cười tà ác, sau đó nói tiếng Hoa một cách rất lưu loát, thằng nhãi, quỳ xuống chịu trói đi. Trong lúc nói, dao găm của bọn chúng lóe lên tia sáng trong không khí, lao về phía hai cánh tay của Tiêu Chính Văn. Tất cả mọi người, bao gồm cả Vân Cảnh Long đều nở nụ cười hung tợn, bọn chúng đều cảm thấy, ngay giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn sẽ ngã xuống trong vũng máu, mất đi hai cánh tay. Nhưng mà, trong giây lát, anh vung hai tay lên, tiếng bụp bụp vang lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai tên lính đánh thuê bay thẳng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, ngực và bụng hoàn toàn trúng xuống, phun ra mấy ngụm máu, chết ngay tại chỗ. Chết lặng. Mọi người đều sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Hay là, mấy người cùng nhau lên đi? Sau đó truyền tới giọng nói thờ ơ của Tiêu Chính Văn. Chương 255, hai vị tướng nhà họ Vân. Lúc này, mọi người mới phản ứng lại. Vân Cảnh Long sắc mặt lạnh tanh, phẫn nộ hét lớn, không ngờ rằng mày cũng có chút thực lực đấy. Nếu đã như vậy mọi người cùng nhau xông lên hạ hắn cho tôi. Trong tích tắc, mấy chục tên lính đánh thuê còn lại lao về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt hung dữ, sát khí bức người. Mà lúc này, sự thù địch trong mắt Tiêu Chính Văn bùng lên. Một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra từ người anh. Bụp! Tiêu Chính Văn di chuyển. Anh bước một bước, sát khí nồng đậm trên người mạnh mẽ như đại dương, quét sạch toàn bộ không gian trong sơn trang nhà họ Vân. Sau đó, từng bóng người đột nhiên bay ra, toàn bộ đều nằm sóng xoài trên mặt đất. Chết ngay tức khắc. Vân Cảnh Long trơ mắt nhìn đám lính thuê mình thuê với giá cao từ nước ngoài về đều bị hạ dưới tay của Tiêu Chính Văn, ngã như rơm như rạ xuống đất, cụ ta đau lòng, vô cùng đau lòng. Sao lại như thế này được? Tên Tiêu Chính Văn này sao lại có thực lực mạnh như vậy được chứ? Giết chết mấy chục tên lính đánh thuê chắc không chỉ đơn giản là thực lực của binh vương cấp 2 sao, thực lực và thân phận như vậy đã đạt đến mức của một quân vương. Không. Là chiến thần, đúng vậy. Chỉ có chiến thần, mới có thể nhẹ nhàng giải quyết đám lính đánh thuê có thực lực ngang hàng với binh vương cấp 2 sao như vậy. Hắn, là một vị chiến thần sao? Điều đó có nghĩa là quân hàm của hắn ít nhất là cấp bậc trung tướng. Vậy bộ quân phục rồng vàng năm móng của hắn có thể là thật. Vậy trước đây, hắn từng nói mình là chủ soái Bắc Lương, lẽ nào, là thật sao? Vân Cảnh Long sững sờ và hoảng sợ. Nhìn đám lính đánh thuê ngắc ngoài trên mặt đất, hai chân không khỏi run lên bần bật. Mày rốt cuộc là ai? Vân Cảnh Long nhìn Tiêu Chính Văn vẫn luôn bình thản đứng trước mặt mình, lúc này cụ ta không khỏi tò mò hỏi một câu. Cụ ta run bắn người khi hỏi câu này. Bởi vì, Vân Cảnh Long đã bắt đầu sợ rồi. Sắc mặt Tiêu Chính Văn thờ ơ, nhưng sát khí trên người không thuyên giảm chút nào, anh liếc nhìn Vân Cảnh Long và đám người đang run rẩy đứng sau. Bản soái chính là vua Bắc Lương. Tiêu Chính Văn nói, giọng điệu lạnh lùng, giữa hàng lông mày kiếm hiện lên sát khí lạnh lùng. Hắn thật sự là chủ soái Bắc Lương. Vân Cảnh Long hoảng loạn, đám người nhà họ Vân cũng hoảng loạn. Cùng lúc đó, cách sơn trang nhà họ Vân 500 mét,
những tướng sĩ không rút lui của Bắc Lương đã nhanh chóng tập hợp, bao vây toàn bộ sơn trang nhà họ Vân. Trong màn đêm, vô số những tướng sĩ không rút lui của Bắc Lương tạo thành một biển người. Uy lực và sát khí tỏa ra khắp nơi. Nhìn xung quanh, những tướng sĩ Bắc Lương không rút lui được trang bị súng ống đạn dược, khí thế ngang tàn ngạo nghễ trong gió. Phịch! Một vài bảo vệ của nhà họ Vân lúc này xông vào sảnh chính với vẻ mặt hoảng sợ, quỳ trên mặt đất, hét lớn, gia chủ, không ổn rồi, bên ngoài đột nhiên có gần 300.000 binh lính được trang bị súng ống đạn dược. Còn có cờ Hắc Kim Long, bùm! Câu nói này hoàn toàn đã dập tắt sự nghi ngờ của Vân Cảnh Long và đám người nhà họ Vân. 300.000 binh lính được trang bị súng ống đạn dược. Cờ Hắc Kim Long. Bắc Lương. Đột nhiên, trên mặt Vân Cảnh Long lộ ra vẻ kinh hãi, cụ ta đang ngồi trên ghế gia chủ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Khi cụ ta phản ứng lại, ánh mắt xen lẫn phức tạp và sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói, bọn họ là do cậu đưa tới à? Tiêu Chính Văn chưa trả lời, Long Nhị ở đằng sau đã bước lên trước, keng một tiếng, anh ta rút kiếm từ bên hông ra, phẫn nộ hét lớn, nhìn thấy chủ soái Bắc Lương còn chờ gì mà không mau quỳ xuống. Phịch! Một câu nói khiến tất cả mọi người đều chấn động, đám người nhà họ Vân không thể nào chịu được luồng sát khí ngút trời tỏa ra từ người Tiêu Chính Văn và Long Nhị, lập tức quỳ rạp xuống đất, sau đó dập mạnh đầu, cả người run bắn lên. Vân Cảnh Long tuổi đã cao. Vẻ mặt vô cùng hoảng sợ và kinh hãi, cũng vội vàng đi ra khỏi vị trí gia chủ của nhà họ Vân, đi tới một bên, quỳ một chân xuống đất, dập đầu cung kính nói, gia chủ nhà họ Vân, Vân Cảnh Long, bái kiến chủ soái Bắc Lương. Tiêu Chính Văn bước tới chỗ của gia chủ nhà họ Vân, thản nhiên ngồi xuống. Tất cả đám người nhà họ Vân không còn dám ngạo mạn như trước nữa, bây giờ toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. 300.000 binh lính được trang bị súng ống đạn dược thật đã bao vây bên ngoài sơn trang nhà họ Vân, Vân Cảnh Long không dám mắc sai lầm lần nữa. Vân Cảnh Long, bây giờ, ông còn muốn tôi lấy cái chết để đền tội không? Còn muốn vợ tôi lấy cái chết để đền tội không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi, trong mắt hiện lên sát khí bừng bừng. Vân Cảnh Long quỳ trên đất, dập đầu xuống đất, run rẩy nói, không dám, tôi không dám, tôi sai rồi. Sai ở đâu? Tiêu Chính Văn hỏi. Vân Cảnh Long hoảng sợ, nhất thời không trả lời được. Tiêu Chính Văn nói tiếp, tôi trả lời thay ông. Kim Thái cố tình sai người tông chết con gái bản soái, còn lấy tính mạng con gái để uy hiếp vợ bản soái phục vụ hắn một đêm, to gan ngông cuồng như vậy đã đủ để đình tội chết. Bản soái tự tay hành quyết hắn, ông có oán trách gì không? Không có, không có, tôi không dám oán trách, chủ soái làm rất đúng. Kim Thái đáng chết, Vân Cảnh Long vội vàng nói. Tiêu Chính Văn nói tiếp, Kim Chính Long vì cái chết của Kim Thái, xúc phạm bản soái, muốn dồn bản soái vào chỗ chết, tội trạng như vậy, ông có oán trách gì không? Không có, không có, Kim Chính Long đáng chết, ông ta cũng đáng chết, Vân Cảnh Long lại vội vàng nói. Sau đó, Tiêu Chính Văn hỏi, Vân Tịnh Thù đang ở đâu? Nghe thấy vậy, toàn thân Vân Cảnh Long run lên, lập tức dập đầu. Cầu xin nói, chủ soái, cầu xin cậu tha cho Tịnh Thù, nó cũng là do bị hận thù làm cho mù quáng, cầu xin cậu tha mạng cho nó. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, tha cho bà ta. Vậy ai sẽ tha cho vợ và con gái tôi? Bùm! Vân Cảnh Long hoảng sợ, sắc mặt đầy đau khổ và lo lắng. Ngay sau đó, Vân Tịnh Thù cũng bị dắt vào. Khi bà ta nhìn thấy nhà họ Vân quỳ rạp trên mặt đất, rồi lại nhìn thấy bố mình đang quỳ trước mặt Tiêu Chính Văn đang mặc quân phục, bà ta đã hiểu ra mọi chuyện, Tiêu Chính Văn, đều là lỗi của tôi, cầu xin cậu tha cho bố tôi, tha cho nhà họ Vân, tôi nguyện lấy cái chết để đền tội. Vân Tịnh Thù lập tức quỳ xuống, bật khóc như mưa, hét lớn. Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn Vân Tịnh Thù đang quỳ xuống cầu xin, nói, bà muốn xả thân cứu gia đình, vậy bây giờ tôi hỏi bà, mạng của vợ con tôi là không đáng giá à? Không, 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 mạng của tôi mới là rác rưởi, cầu xin cậu tha cho nhà họ Vân, Vân Tịnh Thù hét lớn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, nói, những chuyện chồng và con trai bà làm đủ để bọn họ chết 10.000 lần. Sau đó, Tiêu Chính Văn hít mạnh một hơi, nói, bắt đầu từ hôm nay, ở tỉnh Vân sẽ không còn nhà họ Vân nữa, các người có oán trách gì không? Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Vân Cảnh Long đột nhiên như già thêm vài chục tuổi,
cả người run bắn, dập đầu nói, tuân lệnh chủ soái, nhà họ Vân tôi bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ rút khỏi tỉnh Vân. Vân Cảnh Long vừa nói xong, đám người đại diện nhà họ Vân cũng lần lượt dập đầu. Nhà họ Vân có lịch sử hàng trăm năm, là gia tộc giàu nhất ở tỉnh Vân, cứ như vậy mà bị lật đổ rồi. Tuy nhiên, đúng lúc này, hai bóng người với sát khí ngút trời, từ ngoài bước vào trong sảnh chính của nhà họ Vân, lạnh lùng hét lớn quá quát. Ai dám bảo nhà họ Vân chúng tao rút khỏi tỉnh Vân? Đã hỏi qua hai anh em chúng tao chưa? Ngay lập tức, hai bóng người mặc quân phục, mang quân hàm trung tướng cấp 2 sao và thượng tướng cấp 3 sao xuất hiện trong sảnh chính với khí thế bức người. Đằng sau bọn họ là mấy chục vệ binh thân cận được trang bị súng thật, trên người đều tỏa ra sát khí hung tợn. Hai vị tướng nhà họ Vân, Vân Hải, Vân Sơn đã quay về. Chương 256, đây mới là uy lực. Trong phút chốc, bầu không khí trong sảnh chính nhà họ Vân trở nên cực kỳ u ám. Hai vị tướng quân của nhà họ Vân, Vân Sơn và Vân Hải vội vã trở về từ chiến khu Nam Lĩnh trong đêm tối. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng, vừa trở về đã nhìn thấy nhà họ Vân trở thành bộ dạng như thế này. Đây là gia tộc giàu có nhất ở tỉnh Vân, là bầu trời của tỉnh Vân. Là kẻ nào dám to gan lớn mật ép nhà họ Vân vào đường chết như thế này? Vân Sơn và Vân Hải đều khoảng tầm hơn 40 tuổi, mặc quân phục màu đen, trên vai mang quân hàm trung tướng và thượng tướng chói lọi. Vân Sơn có khuôn mặt chữ điền, vẻ mặt lạnh lùng, mày rậm mắt hổ, toàn thân toát ra luồng sát khí bức người, là thượng tướng cấp 3 sao. Vân Hải có khuôn mặt dài, lông mày kiếm mắt sao, trên người tỏa ra luồng sát khí đáng sợ, là trung tướng cấp 2 sao. Hai người này dẫn theo cận vệ của mình, xuất hiện ở sảnh chính của nhà họ Vân, nhanh chóng đảo mắt một lượt, quan sát xung quanh. Vân Sơn bước lên trước, nhìn thấy Vân Cảnh Long và Vân Tịnh Thù đang quỳ trên mặt đất cùng với đám người đại diện nhà họ Vân, ánh mắt ông ta lạnh lẽo, bước tới gần chỗ Tiêu Chính Văn đang ngồi trên vị trí chủ tọa của nhà họ Vân, ông ta phẫn nộ gầm lên, mày là ai? Sao lại dám xông vào sơn trang nhà họ Vân tao, còn muốn nhà họ Vân tao rút khỏi tỉnh Vân? Mày có biết, nhà họ Vân tao là gia tộc như thế nào không? Bởi vì khoảng cách và ánh sáng không đủ, Vân Sơn và Vân Hải không nhìn rõ bộ quân phục mà Tiêu Chính Văn đang mặc, cũng không nhìn thấy phù hiệu trên vai Tiêu Chính Văn là phù hiệu gì. Bởi vì ánh sáng toát ra từ chiếc phù hiệu đó quá mạnh, quá chói mắt. Lúc này, Vân Cảnh Long nhìn thấy hai người con trai của mình quay về, trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức bò dậy, hét lớn, Vân Sơn, Vân Hải, các con cuối cùng cũng quay về rồi, các con nhất định phải làm chủ cho nhà họ Vân chúng ta. Vân Sơn vội vàng đi tới, đỡ người bố già của mình dậy, sắc mặt lạnh lùng, nói, bố yên tâm, cho dù là ai cũng không được phép ra lệnh cho nhà họ Vân chúng ta rút khỏi tỉnh Vân. Cho dù là ông trời cũng không được, có con và em trai ở đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tốt, tốt lắm, ánh mắt Vân Cảnh Long tràn đầy hy vọng. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người con của mình quay về từ chiến khu, tâm trạng lo lắng của cụ ta đã bình ổn trở lại. Tiêu Chính Văn, chủ soái Bắc Lương. Thế thì sao nào? Nhà họ Vân có tận hai tướng quân, phía sau bọn họ là chủ soái Hắc Long của chiến khu Nam Lĩnh. Cho dù quân hàm và địa vị của Tiêu Chính Văn cao hơn Vân Sơn và Vân Hải, nhưng ở đây, hắn cũng không dám ra ta với hai vị tướng quân của chiến khu Nam Lĩnh. Hơn nữa, nếu chủ soái Bắc Lương tấn công hai vị tướng quân của chiến khu Nam Lĩnh, chuyện đó chẳng phải sẽ gây ra xung đột với chiến khu Nam Lĩnh sao? Hậu quả như vậy hoàn toàn không hề tầm thường. Đây là lý do vì sao Vân Cảnh Long đã thông báo cho Vân Sơn và Vân Hải từ sớm. Vốn dĩ cụ ta chỉ muốn mượn uy danh của Vân Sơn và Vân Hải ở chiến khu Nam Lĩnh để uy hiếp đám người nhỏ bé đến từ Tu Hà. Không ngờ rằng thân phận của tên Tiêu Chính Văn này lại không hề tầm thường. Lúc này, sắc mặt Vân Hải u ám, ông ta nhướng mày, nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ghế gia chủ, lạnh lùng nói, mày còn không mau cút xuống đây. Xoẹt. Thân hình của Long Nhị lập tức lóe lên trước mặt Tiêu Chính Văn, tay phải cầm kiếm rát ở thắt lưng, sát khí ngút trời bộc phát. Xì xào. Khi nhìn thấy Long Nhị, ánh mắt của Vân Sơn và Vân Hải đột nhiên nhíu chặt lại. Bởi vì bọn họ đã nhận ra quân phục của Long Nhị, còn có quân hàm trên vai anh ta. Thượng tướng cấp 2 sao? Là thượng tướng cấp 2 sao? Chuyện này là thế nào?
nhà họ Vân đắc tội với một vị thượng tướng cấp 2 sao? Hơn nữa, nhìn cách thiết kế bộ quân phục này hình như là của chiến khu Bắc Lương. Vân Hải lập tức sa sầm mặt mày, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ nghi hoặc, hỏi, mày cũng là một thượng tướng? Long Nhị lạnh lùng, nhìn chằm chằm hai người Vân Hải và Vân Sơn, trầm giọng nói, bản tướng, Long Nhị, thuộc chiến khu Bắc Lương. Quân hàm thượng tướng cấp 2 sao? Bùm! Câu giới thiệu đơn giản này khiến Vân Long và Vân Hải xây sầm mặt mày, vội vàng hít thở sâu. Thượng tướng Long Nhị, một trong số 8 vị Long tướng dưới trướng của chủ soái Bắc Lương. Anh ta đáng ra phải ở chiến khu Bắc Lương chứ? Vân Sơn và Vân Hải trố mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Bởi vì, nếu như bọn họ nhớ không nhầm thì vị thượng tướng Long Nhị trước mặt này là người có thực lực của chiến thần cấp 4 sao. Tuyệt đối không thể đánh giá thấp được. Lúc này, Long Nhị bình thản nói, chủ soái nhà tôi muốn nhà họ Vân rút khỏi tỉnh Vân, hai vị tướng quân có ý kiến gì không? Chủ soái nhà tôi. Bùm. Câu nói này mới khiến Vân Sơn và Vân Hải sửng sốt nhất. Đột nhiên, ánh mắt của bọn họ đều tràn đầy nghi hoặc nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ghế gia chủ. Người đàn ông trẻ tuổi đó, là chủ soái của Long Nhị. Vậy chẳng phải hắn là chủ soái Bắc Lương sao? Hít hà! Vân Sơn và Vân Hải lại hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng loạn và kinh ngạc. Mày là vua Bắc Lương, Vân Sơn nói, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Tiêu Chính Văn bình thản đứng dậy, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, đi thẳng tới trước mặt hai người Vân Sơn và Vân Hải, chắp tay sau lưng, trên người tỏa ra một luồng sát khí bức người, khiến cho hô hấp của Vân Sơn và Vân Hải đình trệ. Sát khí mạnh quá! Luồng sát khí này còn mạnh hơn chủ soái Hắc Long vài phần. Đây là uy lực của chủ soái. Vượt qua hào quang của thiên soái cấp 4 sao? Chẳng phải là, Long soái cấp 5 sao sao? Bùm! Trong phút chốc, Vân Sơn và Vân Hải không thể nào chịu đựng được luồng sát khí mạnh mẽ như sóng thần trên người Tiêu Chính Văn, quỳ rạp một chân xuống đất. Hai tiếng, phịch, vang lên. Gạch lát sàn dưới đầu gối của Vân Sơn và Vân Hải lập tức vỡ tan tành. Những cột đá xung quanh, khung gỗ, bàn ghế, bộ ấm trà lúc này đều nứt ra mấy vết dưới sức ép khủng khiếp toát ra từ người Tiêu Chính Văn. Quá đáng sợ! Luồng sát khí này có phải người bình thường nữa không? Vân Sơn và Vân Hải dù sao cũng là trung tướng cấp 2 sao và thượng tướng cấp 3 sao. Càng đớn sợ hơn là... Vân Sơn còn là chuẩn chiến thần tôn kính cấp 1 sao. Quân hàm có lúc không tương xứng với sức mạnh. Có quân hàm cấp vài sao cũng không đánh giá được thực lực của chiến thần mấy cấp sao, bởi vì, có người là văn tướng. Mà Vân Sơn là một võ tướng thực sự. Không lâu trước đây ông ta đã vượt qua khóa huấn luyện của chiến bộ Hoa Quốc, gia nhập vào hàng ngũ chuẩn chiến thần cấp 1 sao. Chiến thần đấy. Đó là sự tồn tại tối cao, có thể một mình chiến đấu với hàng chục nghìn người. Thậm chí, một ánh mắt cũng đủ để khiến binh vương khiếp sợ. Tuy nhiên, dù là chiến thần như vậy, dưới sát khí mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn cũng bị ép phải quỳ xuống. Ông đoán không sai, bản soái chính là vua Bắc Lương. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hét lớn, anh cau mày nhìn hai người Vân Sơn và Vân Hải đang quỳ gối trước mặt mình. Vân Hải là một vị văn tướng. Nếu như không phải đã trải qua khóa huấn luyện nghiêm ngặt ở chiến khu Nam Lĩnh, sợ rằng lúc này ông ta đã giống như những người khác, bị luồng sát khí đáng sợ trên người Tiêu Chính Văn làm cho chấn động, phun ra mấy ngụm máu rồi. Mạt tướng, Vân Sơn, Vân Hải, tham kiến chủ soái Bắc Lương. Hai người Vân Sơn và Vân Hải chỉ có thể quỳ một chân xuống và hét lớn. Lúc này, Tiêu Chính Văn thu lại luồng sát khí trên người. Trong phút chốc, cơ thể Vân Sơn và Vân Hải như được giải tỏa, cả người mềm nhũn ra, khắp người đầm đìa mồ hôi, không ngừng thở hổn hển. Còn Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng nói một câu, nhà họ Vân tự mình rút khỏi tỉnh Vân, hai người các ông có ý kiến gì không? Vân Sơn ngây ra, đang định lên tiếng. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không cho ông ta cơ hội mở miệng, anh lạnh lùng nói tiếp. Nếu như có ý kiến, ông có thể đi tố cáo với bên phía Hắc Long. Bảo Hắc Long đến đây nói chuyện với bản soái. Trước đó, nhà họ Vân bắt buộc phải rút khỏi tỉnh Vân. Thời hạn 3 ngày, sau 3 ngày, nếu như ở tỉnh Vân vẫn còn lưu lại bất kỳ thế lực nào của nhà họ Vân, 300.000 kỵ binh Bắc Lương của bản soái sẽ san bằng thành phố Vân Hải này. Chương 257, người đàn ông mà Khương Vi Nhan em chọn không phải là đồ vô dụng.
Lời nói của Tiêu Chính Văn khiến Vân Sơn, Vân Hải và đám người nhà họ Vân đều không dám phản bác lại. Bảo chủ soái Hắc Long đến giải thích với hắn. Chuyện này, khí thế mạnh mẽ, giọng điệu độc đoán. Chủ soái Hắc Long là thống soái cao nhất của chiến khu Nam Lĩnh. Vân Sơn lắp bắp hồi lâu, cầu xin, chủ soái, cầu xin cậu rộng lượng, khai ân, tha cho nhà họ Vân tôi nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của chủ soái, tuyệt đối không làm những chuyện vượt quá giới hạn, xin chủ soái, nể mặt chủ soái Hắc Long, tha cho nhà họ Vân. Vân Sơn lúc này đổ mồ hôi như mưa, cơ thể đang phải chịu một áp lực mạnh mẽ không thể nào giải thích được. Áp lực này khiến toàn thân ông ta run lên. Ông ta là một thượng tướng cấp 3 sao? Là một vị chuẩn chiến thần cấp 1 sao? Thực lực như vậy ở đất Hoa Quốc này là một sự tồn tại mạnh mẽ vô cùng. Tuy nhiên, sự tồn tại này ở trước mặt chủ soái Bắc Lương Tiêu Chính Văn hoàn toàn không là gì cả, chỉ đành quỳ xuống đất cầu xin. Vân Cảnh Long ở một bên, còn nghĩ rằng sẽ dựa được vào hai đứa con trai của mình, bây giờ sắc mặt cụ ta tái nhợt, hoàn toàn mất hết hy vọng. Lúc này, Tiêu Chính Văn mới lạnh lùng nhìn Vân Sơn đang quỳ rạp trên mặt đất, sát khí bộc phát khắp người, lạnh giọng nói, Vân Sơn, ông đang dạy bản soái làm việc sao? Vân Sơn run rẩy toàn thân, ông ta cúi đầu, hoảng sợ nói, mạt tướng không dám. Bản soái giữ lại mạng cho hai người các ông đã là ân đức lớn lắm rồi. Trong vòng 3 ngày, nhà họ Vân phải rút khỏi tỉnh Vân. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói xong, anh lập tức xoay người bước ra khỏi sơn trang nhà họ Vân. Nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn đang rời đi, toàn bộ áp lực trong sảnh chính của nhà họ Vân mới từ từ tiêu tan. Vân Sơn, Vân Hải, nhà họ Vân chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Lẽ nào thật sự rút khỏi tỉnh Vân sao? Lúc này Vân Cảnh Long đã bật khóc, trong lòng rất không cam tâm. Gia tộc lớn có lịch sử hàng trăm năm, chẳng lẽ lại sụp đổ trong một đêm như vậy sao? Vân Sơn đứng dậy, sắc mặt u ám, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, nói, bố, đừng lo lắng, việc này con sẽ báo cáo với chủ soái Hắc Long, nhờ ông ấy giải quyết. Tỉnh Vân là thuộc địa của chiến khu Nam Lĩnh, hắn là chủ soái Bắc Lương, vẫn chưa có đủ tư cách để can dự vào chuyện ở đây. Được, được, con mau chóng liên lạc với chủ soái Hắc Long. Sự sống chết của nhà họ Vân chúng ta đều phụ thuộc vào chủ soái Hắc Long đấy, Vân Cảnh Long lau nước mắt, sốt sắng nói. Vân Sơn nhanh chóng lấy điện thoại và bấm số của Tổng bộ chiến khu Nam Lĩnh. Lúc này, vài chiếc xe của chiến khu Nam Lĩnh xuất hiện ở cửa sơn trang nhà họ Vân. Sau đó, cánh cửa xe mở ra, Hà Lập Tân thượng tướng cấp 3 sao, mặc bộ quân phục xuất hiện ở cửa. Sắc mặt nghiêm nghị, dẫn theo 4 vệ binh thân cận. Nhanh chóng tiến vào sảnh chính của biệt thự nhà họ Vân. Đúng lúc nghe thấy cuộc hội thoại của Vân Sơn và Vân Cảnh Long, ông ta lạnh lùng quát lớn, không cần gọi nữa, tôi thay mặt cho chủ soái Hắc Long đến đây. Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm bùng nổ cả sảnh chính. Tất cả mọi người nhà họ Vân đều quay đầu nhìn người vừa bước vào cửa. Sau khi Vân Sơn và Vân Hải nhìn thấy người vừa tới, lập tức kích động, vội vàng bước lên trước cung kính hành lễ, Vân Sơn. Vân Hải, tham kiếm Tổng Tham Mưu Trưởng. Tổng Tham Mưu Trưởng. Đây là Tổng Tham Mưu Trưởng của chiến khu Nam Lĩnh. Những người khác của nhà họ Vân lúc này cũng tràn đầy phấn khích và ngưỡng mộ. Còn Hà Lập Tân sắc mặt lạnh lùng, bước vào trong sảnh chính, quét mắt nhìn Vân Sơn và Vân Hải, lạnh lùng hừ một tiếng, nói chuyện mà nhà họ Vân các người làm, tôi đã được nghe qua. Vân Sơn, Vân Hải, chuyện này đã kinh động đến 4 vị Long Các rồi. Bọn họ đã hạ tử lệnh, chuyện chủ soái Bắc Lương làm, không ai được phép can thiệp vào. Nhà họ Vân các người, bắt đầu từ ngày hôm nay, rút khỏi tỉnh Vân, chiến khu Nam Lĩnh sẽ không can thiệp vào chuyện này. Một tiếng trước, chủ soái Hắc Long đã ra thông báo. Thình thịch, nghe thấy câu này của Hà Lập Tân, hai người Vân Sơn và Vân Hải đột nhiên trở nên căng thẳng. Chuyện này, đã kinh động đến cả Long Các. Chủ soái Hắc Long đích thân hạ lệnh. Tổng tham mưu trưởng, lẽ nào không còn cách nào khác sao, Vân Sơn lo lắng hỏi. Sắc mặt Hà Lập Tân u ám, quả quyết nói, không có đâu. Dựa theo cách làm việc của chủ soái Bắc Lương, đây là cơ hội sống duy nhất của nhà họ Vân các ông rồi. Bùm! Câu nói này đồng nghĩa với việc tỉnh Vân từ giờ sẽ không còn nhà họ Vân nữa. Ngay lập tức, tất cả mọi người nhà họ Vân đều vô cùng đau buồn. Ngày hôm sau, một sự kiện giật gân ở tỉnh Vân. Nhà họ Vân tổ chức một cuộc họp báo,
tuyên bố rút khỏi tỉnh Vân. Sau khi buổi họp báo được phát sóng, toàn bộ 9 thành phố của tỉnh Vân đều bị chấn động. Nhà họ Vân, thật sự muốn rút khỏi tỉnh Vân sao? Ở 9 thành phố, tất cả các thế lực đều đang thảo luận về lý do khiến nhà họ Vân rút khỏi tỉnh Vân một cách đột ngột như vậy. Lữ Thương Hải sau khi nhìn thấy tin này, trong lòng thắt chặt lại, không ngờ rằng, chủ soái Bắc Lương đã thật sự làm như vậy, thực lực vô cùng đáng sợ. Trong vòng một ngày, nhà họ Vân có lịch sử hàng trăm năm đã rút khỏi tỉnh Vân. Kể từ đó, bầu trời của tỉnh Vân đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi nhà họ Vân tuyên bố rút khỏi tỉnh Vân, Lữ Thương Hải cũng ban hành các lệnh khác nhau để điều tra kỹ lưỡng các doanh nghiệp, các đơn vị cũng như các thế lực ngầm ở các thành phố khác nhau có liên quan đến nhà họ Vân, chuẩn bị một cuộc thanh trừng lớn chưa từng có. Hoạt động thanh trừng này tiếp tục kéo dài cả tháng sau đó. Vào ngày nhà họ Vân tuyên bố rút khỏi tỉnh Vân, Tiêu Chính Văn đã ngồi phi cơ chuyên dụng, rời khỏi tỉnh Vân, trở về Tu Hà. Anh vội vàng chạy đến bệnh viện thăm Khương Vi Nhan và Nana, rời xa bọn họ mỗi phút mỗi giây là lúc nào trong đầu anh đã ngập tràn hình bóng của hai mẹ con. Đến bệnh viện, anh mới phát hiện ra, Từ Phân và Khương Học Bác cũng đang ở trong bệnh viện. Dường như vừa trải qua một trận cãi vã với Khương Vi Nhan, bầu không khí rất lạ. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn quay về, Từ Phân lập tức chỉ vào người Tiêu Chính Văn, lớn tiếng quát, đúng lúc cái thằng chó hoang này quay về rồi. Hôm nay chúng ta phải nói rõ mọi chuyện, cậu và Khương Vi Nhan ngày mai lập tức đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Nhà họ Khương chúng tôi không cần một thằng con rể vô dụng bất tài như cậu. Tôi đã nghe ngóng xong rồi, anh Bạch đó bây giờ vẫn đang ở Tu Hà. Tôi muốn Khương Vi Nhan phải bước chân vào nhà giàu có, trở thành bà chủ lớn. Nghe thấy câu này của Từ Phân, Tiêu Chính Văn cau mày, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. Anh liếc nhìn Khương Vi Nhan đang nằm trên giường bệnh, phát hiện cô đã khóc, hai mắt đỏ hoe cả lên. Vi Nhan, em không sao chứ? Tiêu Chính Văn phớt lờ Từ Phân, bước đến bên cạnh Khương Vi Nhan, ân cần hỏi thăm. Khương Vi Nhan lắc đầu, gượng cười nói em không sao. Nhìn thấy Khương Vi Nhan không sao, sắc mặt Tiêu Chính Văn lúc này mới trở nên lạnh lùng, anh quay đầu, trên người mang theo luồng khí thế bức người, nhìn chằm chằm Từ Phân, lạnh lùng nói tôi và Khương Vi Nhan sẽ không ly hôn. Tiêu Chính Văn tôi cũng có thể cho cô ấy và Nana một cuộc sống tốt đẹp. Ha ha ha, nghe thấy câu này của Tiêu Chính Văn, Từ Phân cười lạnh lùng, nói trò cười. Thằng chó nhà có tang như cậu thì cho hai mẹ con nó cuộc sống tốt đẹp gì chứ? Ở trong căn nhà nát mấy chục mét vuông, mặc những bộ quần áo rẻ tiền, đấy gọi là cuộc sống tốt à. Khương Học Bác cũng sa sầm mặt mày, nhìn Khương Vi Nhan nói, con gái, đây là quyết định của bố và mẹ con nên suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ không làm hại con đâu, tối đó con cũng nhìn thấy sự lợi hại của anh Bạch rồi, người đàn ông như vậy mới có thể cho con một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn. Khương Vi Nhan bật khóc từ chối, bố đừng khuyên con nữa. Con sẽ không ly hôn với Tiêu Chính Văn đâu. Anh ấy là bố của Nana. Hai người ra ngoài đi, con mệt rồi con. Khương Học Bác thở dài, ông ta lắc đầu, xoay người rời đi. Từ Phân nhìn thấy Tiêu Chính Văn bước về phía mình, bà ta run rẩy trợn trừng mắt, sau đó cũng vội vàng rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, bầu không khí có chút hượng gạo. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Chính Văn lên tiếng, Vi Nhan. Thật ra anh chính là, được rồi, anh đừng nói nữa. Khương Vi Nhan quay đầu, lén lút lau nước mắt, sau đó quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, nếu như anh thật sự muốn sống cùng em và Nana, thì xin anh hãy cố gắng nỗ lực, trở thành người có chí hướng, lấy hành động thiết thực để chứng minh, để bố mẹ em nhìn thấy, người đàn ông mà Khương Vi Nhan em chọn không phải là đồ vô dụng. Chương 258, bị đánh. Lời nói của Tiêu Chính Văn khiến Vân Sơn, Vân Hải và đám người nhà họ Vân đều không dám phản bác lại. Bảo chủ soái Hắc Long đến giải thích với hắn. Chuyện này, khí thế mạnh mẽ, giọng điệu độc đoán. Chủ soái Hắc Long là thống soái cao nhất của chiến khu Nam Lĩnh. Vân Sơn lắp bắp hồi lâu, cầu xin, chủ soái, cầu xin cậu rộng lượng, khai ân, tha cho nhà họ Vân tôi nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của chủ soái. Tuyệt đối không làm những chuyện vượt quá giới hạn, xin chủ soái, nể mặt chủ soái Hắc Long, tha cho nhà họ Vân, Vân Sơn lúc này đổ mồ hôi như mưa, cơ thể đang phải chịu một áp lực mạnh mẽ không thể nào giải thích được.
Áp lực này khiến toàn thân ông ta run lên. Ông ta là một thượng tướng cấp 3 sao? Là một vị chuẩn chiến thần cấp 1 sao? Thực lực như vậy ở đất Hoa Quốc này là một sự tồn tại mạnh mẽ vô cùng. Tuy nhiên, sự tồn tại này ở trước mặt chủ soái Bắc Lương Tiêu Chính Văn hoàn toàn không là gì cả, chỉ đành quỳ xuống đất cầu xin. Vân Cảnh Long ở một bên, còn nghĩ rằng sẽ dựa được vào hai đứa con trai của mình, bây giờ sắc mặt cụ ta tái nhợt, hoàn toàn mất hết hy vọng. Lúc này, Tiêu Chính Văn mới lạnh lùng nhìn Vân Sơn đang quỳ rạp trên mặt đất, sát khí bộc phát khắp người, lạnh giọng nói, Vân Sơn, ông đang dạy bản soái làm việc sao? Vân Sơn run rẩy toàn thân, ông ta cúi đầu, hoảng sợ nói, mạt tướng không dám. Bản soái giữ lại mạng cho hai người các ông đã là ân đức lớn lắm rồi. Trong vòng 3 ngày, nhà họ Vân phải rút khỏi tỉnh Vân. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói xong, anh lập tức xoay người bước ra khỏi sơn trang nhà họ Vân. Nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn đang rời đi, toàn bộ áp lực trong sảnh chính của nhà họ Vân mới từ từ tiêu tan. Vân Sơn, Vân Hải, nhà họ Vân chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Lẽ nào thật sự rút khỏi tỉnh Vân sao? Lúc này Vân Cảnh Long đã bật khóc, trong lòng rất không cam tâm. Gia tộc lớn có lịch sử hàng trăm năm, chẳng lẽ lại sụp đổ trong một đêm như vậy sao? Vân Sơn đứng dậy, sắc mặt u ám, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, nói, bố, đừng lo lắng, việc này con sẽ báo cáo với chủ soái Hắc Long, nhờ ông ấy giải quyết. Tỉnh Vân là thuộc địa của chiến khu Nam Lĩnh, hắn là chủ soái Bắc Lương, vẫn chưa có đủ tư cách để can dự vào chuyện ở đây. Được, được, con mau chóng liên lạc với chủ soái Hắc Long, sự sống chết của nhà họ Vân chúng ta đều phụ thuộc vào chủ soái Hắc Long đấy, Vân Cảnh Long lau nước mắt, sốt sắng nói. Vân Sơn nhanh chóng lấy điện thoại và bấm số của tổng bộ chiến khu Nam Lĩnh. Lúc này, vài chiếc xe của chiến khu Nam Lĩnh xuất hiện ở cửa sơn trang nhà họ Vân. Sau đó, cánh cửa xe mở ra, Hà Lập Tân thượng tướng cấp 3 sao, mặc bộ quân phục xuất hiện ở cửa. Sắc mặt nghiêm nghị, dẫn theo 4 vệ binh thân cận, nhanh chóng tiến vào sảnh chính của biệt thự nhà họ Vân. Đúng lúc nghe thấy cuộc hội thoại của Vân Sơn và Vân Cảnh Long, ông ta lạnh lùng quát lớn, không cần gọi nữa, tôi thay mặt cho chủ soái Hắc Long đến đây. Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm bùng nổ cả sảnh chính. Tất cả mọi người nhà họ Vân đều quay đầu nhìn người vừa bước vào cửa. Sau khi Vân Sơn và Vân Hải nhìn thấy người vừa tới, lập tức kích động, vội vàng bước lên trước cung kính hành lễ, Vân Sơn, Vân Hải, tham kiến Tổng Tham Mưu Trưởng. Tổng Tham Mưu Trưởng. Đây là Tổng Tham Mưu Trưởng của chiến khu Nam Lĩnh. Những người khác của nhà họ Vân lúc này cũng tràn đầy phấn khích và ngưỡng mộ. Còn Hà Lập Tân sắc mặt lạnh lùng, bước vào trong sảnh chính, quét mắt nhìn Vân Sơn và Vân Hải, lạnh lùng hừ một tiếng, nói chuyện mà nhà họ Vân các người làm, tôi đã được nghe qua. Vân Sơn, Vân Hải, chuyện này đã kinh động đến 4 vị Long Các rồi. Bọn họ đã hạ tử lệnh, chuyện chủ soái Bắc Lương làm, không ai được phép can thiệp vào. Nhà họ Vân các người, bắt đầu từ ngày hôm nay, rút khỏi tỉnh Vân, chiến khu Nam Lĩnh sẽ không can thiệp vào chuyện này. Một tiếng trước, chủ soái Hắc Long đã ra thông báo. Thình thịch, nghe thấy câu này của Hà Lập Tân, hai người Vân Sơn và Vân Hải đột nhiên trở nên căng thẳng. Chuyện này, đã kinh động đến cả Long Các. Chủ soái Hắc Long đích thân hạ lệnh. Tổng tham mưu trưởng, lẽ nào không còn cách nào khác sao, Vân Sơn lo lắng hỏi. Sắc mặt Hà Lập Tân u ám, quả quyết nói, không có đâu. Dựa theo cách làm việc của chủ soái Bắc Lương, đây là cơ hội sống duy nhất của nhà họ Vân các ông rồi. Bùm! Câu nói này đồng nghĩa với việc tỉnh Vân từ giờ sẽ không còn nhà họ Vân nữa. Ngay lập tức, tất cả mọi người nhà họ Vân đều vô cùng đau buồn. Ngày hôm sau, một sự kiện giật gân ở tỉnh Vân, nhà họ Vân tổ chức một cuộc họp báo, tuyên bố rút khỏi tỉnh Vân. Sau khi buổi họp báo được phát sóng, toàn bộ 9 thành phố của tỉnh Vân đều bị chấn động. Nhà họ Vân, thật sự muốn rút khỏi tỉnh Vân sao? Ở 9 thành phố, tất cả các thế lực đều đang thảo luận về lý do khiến nhà họ Vân rút khỏi tỉnh Vân một cách đột ngột như vậy. Lữ Thương Hải sau khi nhìn thấy tin này, trong lòng thắt chặt lại, không ngờ rằng, chủ soái Bắc Lương đã thật sự làm như vậy, thực lực vô cùng đáng sợ. Trong vòng một ngày, nhà họ Vân có lịch sử hàng trăm năm đã rút khỏi tỉnh Vân. Kể từ đó, bầu trời của tỉnh Vân đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi nhà họ Vân tuyên bố rút khỏi tỉnh Vân,
Lữ Thương Hải cũng ban hành các lệnh khác nhau để điều tra kỹ lưỡng các doanh nghiệp, các đơn vị cũng như các thế lực ngầm ở các thành phố khác nhau có liên quan đến nhà họ Vân, chuẩn bị một cuộc thanh trừng lớn chưa từng có. Hoạt động thanh trừng này tiếp tục kéo dài cả tháng sau đó. Vào ngày nhà họ Vân tuyên bố rút khỏi tỉnh Vân, Tiêu Chính Văn đã ngồi phi cơ chuyên dụng, rời khỏi tỉnh Vân, trở về Tu Hà. Anh vội vàng chạy đến bệnh viện thăm Khương Vi Nhan và Nana, rời xa bọn họ mỗi phút mỗi giây là lúc nào trong đầu anh đã ngập tràn hình bóng của hai mẹ con. Đến bệnh viện, anh mới phát hiện ra, Từ Phân và Khương Học Bác cũng đang ở trong bệnh viện, dường như vừa trải qua một trận cãi vã với Khương Vi Nhan, bầu không khí rất lạ. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn quay về, Từ Phân lập tức chỉ vào người Tiêu Chính Văn, lớn tiếng quát, đúng lúc cái thằng chó hoang này quay về rồi. Hôm nay chúng ta phải nói rõ mọi chuyện, cậu và Khương Vi Nhan ngày mai lập tức đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Nhà họ Khương chúng tôi không cần một thằng con rể vô dụng bất tài như cậu. Tôi đã nghe ngóng xong rồi, anh Bạch đó bây giờ vẫn đang ở Tu Hà, tôi muốn Khương Vi Nhan phải bước chân vào nhà giàu có, trở thành bà chủ lớn. Nghe thấy câu này của Từ Phân, Tiêu Chính Văn cau mày, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. Anh liếc nhìn Khương Vi Nhan đang nằm trên giường bệnh, phát hiện cô đã khóc, hai mắt đỏ hoe cả lên. Vi Nhan, em không sao chứ? Tiêu Chính Văn phớt lờ Từ Phân, bước đến bên cạnh Khương Vi Nhan, ân cần hỏi thăm. Khương Vi Nhan lắc đầu, gượng cười nói em không sao. Nhìn thấy Khương Vi Nhan không sao, sắc mặt Tiêu Chính Văn lúc này mới trở nên lạnh lùng. Anh quay đầu, trên người mang theo luồng khí thế bức người, nhìn chằm chằm Từ Phân, lạnh lùng nói tôi và Khương Vi Nhan sẽ không ly hôn. Tiêu Chính Văn tôi cũng có thể cho cô ấy và Nana một cuộc sống tốt đẹp. Ha ha ha. Nghe thấy câu này của Tiêu Chính Văn, Từ Phân cười lạnh lùng, nói, trò cười. Thằng chó nhà có tang như cậu thì cho hai mẹ con nó cuộc sống tốt đẹp gì chứ? Ở trong căn nhà nát mấy chục mét vuông, mặc những bộ quần áo rẻ tiền, đấy gọi là cuộc sống tốt à? Khương Học Bác cũng xa sầm mặt mày, nhìn Khương Vi Nhan nói, con gái, đây là quyết định của bố và mẹ con nên suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ không làm hại con đâu, tối đó con cũng nhìn thấy sự lợi hại của anh Bạch rồi. Người đàn ông như vậy mới có thể cho con một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn. Khương Vi Nhan bật khóc từ chối, bố đừng khuyên con nữa, con sẽ không ly hôn với Tiêu Chính Văn đâu. Anh ấy là bố của Nana, hai người ra ngoài đi, con mệt rồi con. Khương Học Bác thở dài, ông ta lắc đầu, xoay người rời đi. Từ Phân nhìn thấy Tiêu Chính Văn bước về phía mình, bà ta run rẩy trợn trừng mắt, sau đó cũng vội vàng rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, bầu không khí có chút hượng gạo. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Chính Văn lên tiếng, Vi Nhan, thật ra anh chính là, được rồi, anh đừng nói nữa. Khương Vi Nhan quay đầu, lén lút lau nước mắt, sau đó quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, nếu như anh thật sự muốn sống cùng em và Nana, thì xin anh hãy cố gắng nỗ lực, trở thành người có chí hướng, lấy hành động thiết thực để chứng minh. Để bố mẹ em nhìn thấy, người đàn ông mà Khương Vi Nhan em chọn không phải là đồ vô dụng. Chương 259, anh có hiểu phụ nữ không? Tiêu Chính Văn cười nói, không có gì đâu, sếp của anh ấy mà, là cô gái Đỗ Tình Tuyết mà lần trước anh nói với em rồi ấy, vừa nãy cô ấy tiện đường nên đưa anh về. Thật sao, chỉ là sếp thôi à, tiện đường nên đưa anh về. Khương Vi Nhan lạnh nhạt nói, hai mắt trắng bệch, rõ ràng là đang ghen. Tiêu Chính Văn ngây người ra, có chút không hiểu, nói, đúng vậy, chỉ là sếp thôi, sao thế? Hừ, Khương Vi Nhan lạnh lùng hừ một tiếng, giành lấy Nana từ trong tay Tiêu Chính Văn, nói, Nana, chúng ta về nhà thôi. Tiêu Chính Văn vẫn không hiểu, anh gãi đầu, đuổi theo sau, nói, Vi Nhan, chuyện lần trước anh nói, Phó Tổng Giám Đốc Đỗ đã đồng ý rồi, cô ấy sẽ ứng trước tiền lương 2 năm cho anh. Như vậy, chúng ta có thể cho Nana đi học ở trường đó rồi. Khương Vi Nhan dừng lại, cô bế Nana, ánh mắt dò xét nhìn Tiêu Chính Văn, giọng điệu ghen tuông, thế à? Tiêu Chính Văn, Phó Tổng Giám Đốc Đỗ của anh đối xử với anh tốt thật đấy, tiền lương 2 năm mà cũng ứng trước được. Nói xong, Khương Vi Nhan lập tức xoay người đi vào trong nhà. Tiêu Chính Văn đứng ở cửa, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì thế này? Sao cảm thấy như Khương Vi Nhan biến thành một người khác vậy? Mà lúc này,
một chiếc xe Jeep dừng lại ở cửa, Long Nhất xuống xe, cung kính đi tới bên cạnh Tiêu Chính Văn, nói chủ soái, chuyện về bốn gia tộc lớn có chút tiến triển. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn đột nhiên cau mày lại, nói. Long Nhất vội vàng trả lời, chủ soái, theo tình hình trước mắt, bốn gia tộc lớn này đều là những gia tộc có lịch sử hàng trăm ở Hoa Quốc và có xu hướng tiếp tục kéo dài. Thực lực và sức mạnh không thể xem thường được. Bây giờ chúng ta đang điều tra một gia tộc, đó là nhà họ Viên. Tổ tiên của nhà bọn họ chính là vị Viên đại soái đã trải qua hàng trăm năm dẹp loạn. Nhà họ Viên. Tiêu Chính Văn cau mày, trước nay chưa từng nghe thấy gia tộc này. Đúng vậy thưa chủ soái, chúng ta đã phải điều động rất nhiều nhân lực và mối quan hệ mới điều tra được một chút tin tức về nhà họ Viên. Điều đó có thể khẳng định rằng, nhà họ Viên là một thành viên trong số bốn gia tộc lớn, thực lực của bọn họ rất mạnh. Nhưng lại là một gia tộc ẩn mình, rất hiếm khi lộ diện ra bên ngoài. Tuy nhiên, nhà họ Viên mỗi năm đều sẽ gửi con cháu nhà mình ra bên ngoài để luyện tập. Theo tin tức tình báo của thuộc hạ phía dưới, tài sản của nhà họ Viên đã lên tới hàng trăm tỷ. Hơn nữa, gia tộc này còn có 6 vị tướng tam soái, Long Nhất nói xong, trên trán cũng túa ra mồ hôi lạnh. Khi nhận được tin tức này, anh ta biết rằng nhà họ Viên này không hề tầm thường. Nguồn tài chính khổng lồ và sự ảnh hưởng to lớn đến chiến bộ như vậy tuyệt đối không thể xem thường được. Tiêu Chính Văn nghe xong khẽ cau mày, không ngờ rằng, mới điều tra tin tức đầu tiên liên quan đến bốn gia tộc lớn đã nhận được tin tức này. Hơn nữa, nhà họ Viên chỉ đứng thứ tư trong số bốn gia tộc lớn mà đã sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy. Tài chính hàng trăm tỷ, gia tộc có 6 vị tướng tam soái. Đỉnh thật! Trong mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia lạnh lùng. Trầm mặc một lúc, anh nói, tiếp tục điều tra. Tôi muốn biết thêm nhiều thông tin về nhà họ Viên. Vâng, chủ soái. Long Nhất đáp, xoay người chuẩn bị rời đi. Tiêu Chính Văn đột nhiên hỏi, Long Nhất, anh có hiểu phụ nữ không? Hả? Long Nhất ngây người ra, ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột của Tiêu Chính Văn. Anh ta ngây ngô gãi đầu, cười nói, chủ soái, anh đừng làm khó tôi chứ. Đến bây giờ tôi còn chưa từng nắm tay phụ nữ nữa là, sao thế, anh cãi nhau với chị dâu à? Chủ soái, mặc dù tôi không hiểu phụ nữ, nhưng tôi cũng đọc không ít sách, còn hay xem phim nữa. Phụ nữ một khi tức giận thì anh phải dỗ, tốt nhất là mua một cái túi hay là dây chuyền trang sức kiểu vậy. Thành tâm xin lỗi, chủ soái, hay là để tôi giúp anh bày cách. Tiêu Chính Văn cau mày, hét lớn, thôi cút cút. Long Nhất sụt cổ lại. Cười nhăn nhở rồi vội vàng lên xe rời đi. Tiêu Chính Văn bất lực thở dài, xoay người đi vào trong phòng. Dỗ? Phải dỗ. Dù sao Khương Vi Nhan cũng là người phụ nữ của mình. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã chuẩn bị xong một màn dỗ ngon ngọt liền nhìn thấy Khương Vi Nhan vội vàng xách túi đi ra ngoài. Vi Nhan, em đi đâu mà gấp vậy? Tiêu Chính Văn hỏi. Khương Vi Nhan đứng ở cửa, cúi người đi giày cao gót. Khoe thân hình chữ S hoàn hảo trước mặt Tiêu Chính Văn. Chà, vợ mình có thân hình đẹp thật. Đến công ty một chuyến, ông nội nói có khách hàng lớn muốn hợp tác với công ty chúng ta, Khương Vi Nhan nói xong liền vội vàng đi ra ngoài. Chương 260, ở với tôi mấy đêm, thấy thế nào? Sau khi Khương Vi Nhan đến phòng họp của công ty liền nhìn thấy các lãnh đạo cấp cao đã ngồi đầy trong phòng. Khương Thái Sương, gia đình ba người nhà Khương Văn Kỳ. Còn có Khương Học Bác và Từ Phân, tất cả mọi người đều ở đây. Mọi người nhìn thấy Khương Vi Nhan lúc này mới đến, không khỏi lầm bầm vài câu, Khương Vi Nhan chỉ có thể cười ngược, nói vào câu xin lỗi rồi đi vào trong góc. Lúc này, Khương Thái Sương gõ vào bàn, nói các vị, lát nữa Tổng Giám Đỗ của Tập đoàn Đỗ Thị sẽ tới bàn chuyện hợp tác với nhà họ Khương chúng ta. Đây là một cơ hội tuyệt vời của nhà chúng ta, nếu như có thể hợp tác với Tập đoàn Đỗ Thị. Địa vị của nhà họ Khương chúng ta ở Tu Hà ít nhất cũng tăng lên được một bậc. Bố nói thật sao? Là Tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh à? Chi nhánh của bọn họ muốn ký hợp đồng với nhà họ Khương chúng ta sao? Sắc mặt Khương Văn Kỳ kích động vô cùng. Khương Mỹ Nghiên cũng cười tươi như hoa, nói, ông nội, vậy không phải nhà họ Khương chúng ta sẽ được xếp vào hàng ngũ gia tộc hạng nhất ở Tu Hà rồi sao? Trong phòng họp mọi người đều bàn tán xôn xao. Ai cũng đều rất vui, rất kích động. Đến Khương Học Bác và Từ Phân cũng cười không ngớt. Nhà họ Khương sắp phát tài rồi. Duy chỉ có Khương Vi Nhan sắc mặt hơi khó coi.
bởi vì cô vẫn còn nhớ như in chuyện ở Sơn Trang Bạch Mã. Là tên Đỗ Hạo Hiên khiến cô cảm thấy ghê tởm đó sao? Khương Thái Sương gật đầu cười nói, ừ, vừa nãy tôi mới nhận được điện thoại của tập đoàn Đỗ Thị, Tổng Giám Đốc Đỗ sắp tới rồi, chúng ta đi ra cửa chờ, để tập đoàn Đỗ Thị nhìn thấy được thành ý của nhà họ Khương chúng ta. Nói xong, tất cả mọi người nhà họ Khương, bao gồm cả các lãnh đạo trong công ty đều đứng dậy, đi đến trước cửa công ty, bọn họ đứng thành ba hàng, yên lặng chờ đợi. Sau khi đợi gần 10 phút, một chiếc Maybach màu đen chậm rãi tiến đến. Tới rồi, Khương Thái Sương kích động nói. Chiếc Maybach dừng lại, mọi người lập tức đi theo Khương Thái Sương lên trước. Cửa xe mở ra, Đỗ Hạo Hiên bước xuống xe, hắn mặc vest, đi giày da, trông rất đẹp trai, trong mắt hiện lên sự sắc bén. Tổng Giám Đốc Đỗ, xin chào, hoan nghênh cậu tới thăm công ty nhà họ Khương. Khương Thái Sương bước tới, vươn tay ra để bắt tay với Đỗ Hạo Hiên. Đỗ Hạo Hiên bình thản đáp lại một tiếng. Cười nói, ông cụ Khương, từ lâu đã nghe danh, chúng ta vào trong bàn chuyện hợp tác đi. Khương Thái Sương nghe vậy, lập tức mỉm cười, nịnh nọt nói, Tổng Giám Đốc Đỗ đúng là tuổi trẻ tài cao, nói toàn lời hay ý đẹp, mời cậu. Sau đó, mọi người đi theo phía sau Đỗ Hạo Hiên, đến phòng họp của công ty nhà họ Khương. Lần hợp tác này rất đơn giản, 100 triệu, tập đoàn Đỗ Thị chúng tôi sẽ ký hợp đồng dự án 100 triệu với công ty nhà họ Khương. Đỗ Hạo Hiên ngồi xuống, giơ một ngón tay lên, tự đắc nói. Giống như 100 triệu này đối với hắn chẳng qua chỉ là một cơn mưa phùn mà thôi. Tuy nhiên, người nhà họ Khương lại phấn khích và kích động vô cùng. 100 triệu là hợp đồng dự án 100 triệu. Khuôn mặt Khương Thái Sương đỏ bừng, lão kích động vô cùng, Tổng Giám Đốc Đỗ, anh nói thật sao, muốn ký hợp đồng dự án 100 triệu với nhà họ Khương sao? Gia đình ba người Khương Văn Kỳ cũng háo hức không kém. Đặc biệt là Khương Mỹ Nghiên, ánh mắt nhìn Đỗ Hạo Hiên đã thay đổi. Đây là cậu chủ của một tập đoàn lớn, tốt hơn nhiều so với Ngô Khoan Nghiệp kia rồi. Nhưng lúc này, Đỗ Hạo Hiên lại nói, các vị, xin đừng vui mừng quá sớm, lần hợp tác này có một điều kiện kèm theo. Cậu cứ nói, bất kể là điều kiện gì, nhà họ Khương chúng tôi đều có thể đáp ứng được, Khương Thái Sương vội vàng nói. Tôi muốn tiểu thư Khương Vi Nhan tối nay đi ăn với tôi một bữa, cùng tôi thảo luận cụ thể về nội dung hợp tác. Hơn nữa, không chỉ là tối nay, mà mấy ngày sau, cô ấy cũng đều phải ở bên cạnh tôi. Không biết điều kiện này nhà họ Khương có thể chấp nhận được không? Đỗ Hạo Hiên cười một cách bình thản, nhìn chằm chằm Khương Vi Nhan đang ngồi trong góc, trong mắt không giấu được dục vọng. Nhà họ Khương sửng sốt trong giây lát. Điều kiện này rõ ràng là muốn Khương Vi Nhan ngủ với hắn mấy đêm mà, nghe thấy điều kiện của Đỗ Hạo Hiên, Khương Vi Nhan lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói, tôi không đồng ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.